Ok rồi, các bạn thấy cái màn hình rồi, các bạn nghe rõ không? Bữa nay chúng ta sẽ học bằng Zoom nha. Rồi các bạn nghe rõ không? Nghe rõ thầy ơi. Ok. Thì đừng ngờ mình nghỉ ha. Nhưng mà bây giờ mình xem lại coi từng trước mình học những gì. Rồi xong sau đó chúng ta sẽ qua một số nội dung mới. Hình như cái trên màn hình xe của mình đó, hôm trước chúng ta dừng lại ở chỗ chúng ta rút gọn hàm logit bằng bảng cặc nát. Đúng chưa? Chúng ta dừng lại chỗ này và chúng ta cũng có làm một số cái bài tập về rút gọn hàm logit bằng bảng cặc nát. Và hàm logit này người ta biểu diễn dưới dạng là các cái dạng chuẩn số 1 và chuẩn số 2. Chuẩn số 1 là dạng tổng của các tích, tổng của các tích có nghĩa là theo cái dạng này, dạng tổng các tích là cái dạng này, đây đây là dạng tổng các tích, là dạng chuẩn một, chuẩn một ta được gọi là minterm, minterm thường. Nó được gọi là chứng minh thôi. Rồi cái dạng thứ hai này là dạng này được gọi là dạng chứng hai, chứng hai còn được gọi là chứng mắc thôi. Mắc thôi. Rồi chứng mắc tôm là chứng sao, chứng mắc tôm hay là chứng minh tôm? Ví dụ cái này tôi bỏ này, chứng hai là chứng mắc tôm, chứng một là chứng minh tôm. Này chúng ta ôn lại chút xíu, chứng một là chứng minh tôm. Chứng minh tôm và chứng mắc tôm thì nó dạng sao? Đó là dạng chuẩn. Ở trên này là chứng minh tôm, dưới này là chứng mắc tôm. Chứng minh tôm là chuẩn mà cái giá trị ngõ ra nó sẽ có bằng một. Là đây là ngõ ra của nó. Chứng minh tôm là chuẩn tổng của các tích. Hay nói khác là giá trị của nó sẽ bằng một. Ngõ ra nó sẽ bằng một tại những cái tổ hợp mà ta ghi trong đây. Được chưa? Tại những tổ hợp ta ghi đây. Ví dụ như vị trí 0 là nó sẽ bằng một nè, nó ra nó sẽ bằng một nè. Thì cái hàm này là cái hàm logit có bốn biến là a b c d, và trong cái phần này các bạn phải lưu ý bốn biến này người ta sắp xếp như thế này thì mình phải biết là thứ tự của các biến này nó rất là quan trọng. Cái vị trí a đầu tiên chính là vị trí là biết cao nhất, biết này là biết cao nhất, được chưa? Biết cao nhất người ta được gọi là biết MSB, chưa? Và cái bit thấp nhất ở đây được gọi là bit, bit thấp nhất được gọi là bit LSB. Thì đó các bạn lưu ý cái thứ tự này, thứ tự này rất quan trọng. Nếu như chúng ta không để ý thứ tự này mà khi chúng ta làm á, đặc biệt là khi chúng ta triển khai cái biểu thức như giống như này, triển khai cái biểu thức này đó, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối, chúng ta sẽ gặp rắc rối và nhiều khi kết quả của chúng ta không bị chính xác. Thì đối với chuẩn 1 và chuẩn 2, nãy tôi nói tới chuẩn 1 có nghĩa là kết quả ngõ ra của nó là bằng bằng 1 tại vị trí mà người ta ghi trong đây. Được chưa? Còn chuẩn 2 là chuẩn mắc tôm, là chuẩn mà giá trị của nó bằng 0 tại những vị trí mà người ta ghi trong đây. Ở đây nó có chữ D, chữ D có nghĩa là đông khe, tại những vị trí này là nó muốn giá trị 0 hay giá trị 1 gì cũng được hết. Trong trường hợp này ví dụ như đây là dạng chuẩn mắc tôm thứ hai, dạng dạng thứ hai là ở vị trí không này nó sẽ bằng không, vị trí không là bằng không, còn tất cả những vị trí còn lại nó sẽ bằng một. Xin lỗi, những vị trí còn lại trừ cái những vị trí này thì nó bằng một, còn những vị trí 1 2 3 4 5 6 7 này á là nó bằng chữ x, có nghĩa là đông khe.
và khi chúng ta đưa vô bảng cặt nát á, thì chúng ta sẽ tùy theo cái trường hợp của mình, tùy theo cái trường hợp nào thuận lợi khi mà chúng ta gom nhóm của cái bảng cặt nát đó thì chúng ta cho nó không hay là một ha. Còn cái dạng này nè, cái dạng hàm mà ta cho dưới dạng cái hàm logic với các biến như thế này thì các bạn lưu ý thì các bạn phải phân tích cái này ra thành cái dạng tổng của các tích hoặc là tích của các tổng tùy theo mình. Ví dụ như đây người ta đã phân tích theo dạng là tích tổng của các tích rồi nè, thì mình cố gắng mình ở đây có hàm ba biến đúng không, ấy xin lỗi hàm bốn biến, thì mình phải phân tích nó ra làm sao thành tất cả những cái phần tử là bốn biến hết, bốn biến theo này. Cái này là tích tổng của các tích, thì mình phải phân tích là thành các cái thành phần giống giống như này ha. Ví dụ như A gạch B này thì làm sao chúng ta phải bổ sung vô thành phần là CD, nó thiếu hai biến CD nữa chúng ta bổ sung vô. Còn cái này chúng ta cũng phải phân tích ra ha, phân tích ra làm sao chúng ta sẽ đưa nó về là tích nó có đầy đủ các thành phần này, mỗi một cái bộ phận tích này thì nó phải có đầy đủ các thành phần ABCD. Thì khi đó chúng ta sẽ viết lại, chúng ta ghi này lại theo cái dạng chứng chứng một. Đây là dạng chứng một, chúng ta đưa về dạng chứng một. Khi chúng ta đưa về dạng chứng một xong thì chúng ta mới bỏ vô bảng cặt nát, và khi đó chúng ta mới đơn giản và chúng ta viết là cái hàm, được chưa? Thì đó là cái bước chúng ta làm này. Thì khi các bạn làm bài tập này thì các bạn có khó khăn gì không? Các bạn làm bài tập, các bạn tôi thấy các bạn cũng có nộp bài tập đó, thì khi làm này thì mình có khó khăn gì không, mình không hiểu chỗ nào, hay là mình làm mà mình chỗ nào mình không biết đó? Tại vì cái phần rút gọn bằng sử dụng bằng cách này đứng rút gọn hàm logic đó thì nó khá quan trọng, và chúng ta sử dụng cho cái phần thiết kế mà tổ hợp phía sau, do đó cái phần này các bạn phải nắm hơi rõ ha. Nếu như chúng ta không rõ chỗ nào thì chúng ta phải hỏi ha. Dạ, có cái chỗ mà hàm F4 nó 5 biến đó thầy. Là có khó khăn chỗ mà mình không biết sao mà mấy con nó kè nhau là mình liên kết Cái hàm 5 biến này hôm trước á, hàm 5 biến này hôm trước thì tôi có một số bạn hỏi á, thì nếu như mà làm được thì làm, còn làm được thì chúng ta bỏ ha. Chúng ta chú ý. Dạ. Rồi có bạn nào có cái vấn đề gì về trong những phần này nữa không? Cần hỏi không? Thầy ơi, mình sao biết biểu thức nó thu gọn, nó tối nó rút gọn nhất luôn thầy? Sao biết nó rút gọn nhất? Bây giờ mình đưa vô bảng cặt nát xong thì trong bảng cặt nát thì mình rút gọn đó, mình gom nhóm đó, thì mỗi người sẽ có cách gom nhóm khác nhau. Thì nói chung là mình gom làm sao mà cái số nhóm là ít nhất và phải bao hết tất cả số 1 hoặc là bao hết tất cả số 0. Và cái muốn nó tối giản nhất thì cái số nhóm của mình là ít nhất ha. Số nhóm mình ít nhất và cái số nhóm của mình là nhiều nhất có thể. Vậy thôi chứ mình cũng không có biết là khi nào là tối giản. Mình cố gắng mình gom càng nhiều nhóm càng tốt. Ơi xin lỗi, càng ít nhóm càng tốt. càng nhiều nó sẽ ra càng. Càng nhiều thì nó sẽ ra càng gọi là nó sẽ có nhiều hàm. Dạ. Của mình nó có nhiều hàm. Mà khi nhiều hàm vậy đó, chúng ta biểu diễn á, chút xíu nữa chúng ta tới cái phần cổng logic. Hôm trước chúng ta học cổng logic chưa ta? Bữa hổm tôi có giới thiệu cho các bạn các cổng logic chưa? Dạ gọi thôi. Rồi. Cổng AND OR NOT rồi đó. Xong rồi phải không? Dạ. Tôi bữa hổm tôi quên rồi, mình là mình đi tới đâu. Thầy ơi, cho em hỏi cái câu 213 mà câu F2 á thầy. Hai mười ba. Dạ đúng rồi, cái 3 bit mà mình xét lên cái 8 này là mình ra thẳng kết quả là gì vậy thầy? Cái F2 này phải không? 3 bit này phải không? Dạ đúng rồi. À,
Bây giờ cái này phải không? À, bây giờ cái này mình làm thử ha. Rồi, bây giờ cái này mình sẽ làm thử. À, đầu tiên bây giờ mình sẽ kẻ cái bảng cạc nát nó ra. Mình sẽ kẻ bảng nát ra ha. Rồi. Mình sẽ kẻ bảng cạc nát ra. Cặp nắp này là bạn cặp nắp ba biến, à ba biến gì dễ ngắn thôi, này ngắn thôi, này dài. Rồi. Kéo trên đây mình sẽ có hai biến là gì? AB. Phía dưới này là biến C. Đây à. Cái này là biến C. Mình phải xác định chúng ta phải xác định cái trọng số có trọng số của nó ABC, vì là cái hàm của nó ABC, A là trọng số cao nhất ha. Rồi vậy mình sẽ điền vô đây là gì? 00 01. Ở đây là 11 10. Ở đây là 00 01. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta điền vô cái này là chúng ta nó là dạng chữ maxterm. Maxterm, được chưa? Maxterm là dạng mà cái vị trí của nó bằng số 0. Vậy là số 0 ngay vị trí 0, vậy là số 0 ngay vị trí 0 chỗ này. Được chưa? Và những vị trí còn lại là mình đánh ít hết. Đó. Ít hết. Rồi. Được chưa? Rồi vậy mình gom nhóm sao? Gom nhóm mình như xét lên cấp 8. Mình sẽ lên cấp 8 luôn. Dạ. Mình sẽ lên cấp 8. Đó. Là mình cho mấy kiếm này bằng không hết, đúng chưa? Vì nó bằng gì? Không hả? Không, nếu mà gì thì cái này các cái này nó thay đổi hết thì nó biến mất hết thì nó sẽ bằng cái gì? Không, f sẽ bằng cái gì? F sẽ bằng không, không bằng một, nó mất hết trơn rồi, đúng không? Nếu mình cách tám này ba biến nó biến mất hết thì f nó sẽ bằng không à. Như bài này cuối cùng nó sẽ bằng không. Yeah. Nếu mà trường hợp là dạng minterm thì nó ra một không thầy? Nếu mà chuẩn một hay chuẩn một minterm thì nó sẽ ra một. Nếu minterm thì nếu nó bằng một thì mình gom hết thì nó ra mất tiêu chưa? Thì nó sẽ ra bằng một đúng không? Dạ, rồi cảm ơn thầy. Rồi, được chưa? Thầy ơi, câu F3 chỗ cái cổng logic làm sao thầy? F3 này hả? Dạ. F3 này thì đầu tiên mình chỉ triển khai này ra. Đúng chưa? Triển khai này ra được không? À, bây giờ triển khai ra. Thì tôi xóa mấy cái này đi. F3 này đầu tiên chúng ta sẽ triển khai mấy cái này ra hết. Ví dụ như chỗ này. Bây giờ tôi sẽ gõ theo nếu mà có F3. Cái này tôi sẽ gõ nếu mà cái nào có dấu đảo trên thì tôi sẽ có cái mũ này nha. Cho nó dễ. Ví dụ như chỗ này là ABCD, phẩy A, phẩy A, A, phẩy B, phẩy C, phẩy D, vậy là đảo ha. Còn A đảo B, A, B. Đó, chỗ này AB nó thiếu gì? Chỗ này AB nó thiếu CD. CD thì mình sẽ gì? Mình sẽ sử dụng mấy cái tiên đề của nó. Đây, nếu mà C thì mình lấy C cộng cho
đảo C thì nó không có gì thay đổi, nhưng mà nó sẽ khi mình nhân vô thì nó sẽ ra được thành phần C. Và nếu mà D đó, thì mình nhân thêm một cái thành phần nữa, đó là gì? D cộng cho D phẩy, được chưa? Thì cái này chúng ta sẽ triển khai ra, tiếp tục với tới cái thành phần thứ hai, à, thành phần thứ ba chứ, là A A phẩy, tức là phẩy A nè, nhân cho C SOD. CSOD hôm trước là mình cũng học tổng logic rồi đó. CSOD là gì? Nó chính là bằng C C gạch D cộng cho gì? À, C gạch C gạch CD đó. Đó, nó là SO đó. Rồi tiếp theo mình cộng cho ABC. Cái này nó thiếu D thì mình sẽ thêm bằng D. D cộng cho D phẩy, được chưa? Rồi cộng cho CD, C gạch D. C gạch D này nó thiếu gì? Nó thiếu là BA. À, mình sẽ để theo đúng thứ tự luôn ha. À, A trước, A cộng cho A phẩy, nhân cho B cộng cho B phẩy, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta mới khai triển cái này ra, bắt buộc là mình phải khai triển ra. À, cái thành phần này thì nó để còn nguyên thì chúng ta để nguyên lại. Này nguyên thì chúng ta để nguyên lại. Rồi bây giờ cái này bằng gì? Chúng ta sẽ triển khai ra. Cái này nó sẽ bằng gì? Cái này C. Rồi cộng cho cái này nó còn nhân nữa, cộng cho gì? Cái này C phẩy đó. Rồi cái này mới nhân cho D cái nữa, D cộng cho D phẩy, được chưa? Thì cái thành phần này mình triển khai ra luôn, triển khai ra là mình lấy từ thằng nhân lại thì nó sẽ ra bốn thành phần đó, sẽ ra bốn thành phần. Rồi nó ra cái gì? Bây giờ mình phân tích từ vế đi ha, cái này để bên này đi, cái này mình sẽ cộng nè, như là mình được cụm này nè, cái cụm này ha, cụm này nó bằng nè, nó bằng nè, còn cái này à, nhân cho D, à, D rồi cộng cho gì, cái này D phẩy cộng cho gì, cộng cho thành phần phía sau này, nhân vô á, tính chất phân phối như D cộng cho cái này như phẩy D. Vì mình coi mấy cái này có cái nào giống nhau không, A phẩy A gạch BCD có nào, A gạch BCD không, A gạch BCD không có. Rồi A gạch B CD phải, hình như mấy cái này mình triển khai gì á thì không có nào trùng nhau chứ. Rồi mình để vô này, chỉ là cái vế này mình được cái này, được chưa? Rồi tiếp theo, mình sẽ phân tích cái vế này. Bây giờ mình sẽ phân tích vế này. Cái này thì bằng gì? Này mình nhân vô bằng gì? A phẩy này thì bằng A phẩy C C D phẩy C D phẩy, à, nhân vô phải không? Rồi cộng cho A phẩy phẩy C D C D. Mà cái này nó lại thiếu cái thành phần B nữa, vậy là mình chèn vô cái này là B. Nó khác này mình nhân cho B B cộng cho B phẩy, chưa? Cái này cũng thiếu thành phần B nữa, chưa? Thì mình nhân vô B cộng cho B phẩy. Rồi bắt đầu mình tiếp tục mình triển khai ra tiếp. Đó. Thì phần này thì mình sẽ ra được gì? C. B. Vì cái B mình nhét vô chỗ này nè, nó mới đúng, được chưa? Đó. Mình phải theo thứ tự là
ABCD mới đúng. Rồi tiếp tục là thành phần này, nhưng mình nhắc cái gạch B này chính giữa nè, gạch B. Rồi phần phía sau là gì? Cộng cho cái này. Rồi mình nhắc dư B vô chỗ này. B. Rồi mình cộng cho. Cộng cho này nhét cho B phẩy chỗ này. Phải về. Vì là những cái thành phần này chúng ta phân tích chắc chắn nó sẽ không có trùng. Trùng không? A gạch B C gạch. Nó không có trùng. À, tại vì phân tích này một nhóm thì nó không có trùng, nhưng mà nó sẽ trùng những cái nhóm khác. Thì mình sẽ cộng vô. Nếu mà trùng thì mình sẽ bỏ một cái. Được chưa? Tương tự gì mình làm cho cái trên này. Đó, cái này. Cái này thì bằng gì? Cái này mình bằng mình để vô luôn. Thì các bạn sẽ thấy là bây giờ mình để này luôn, cộng là cộng tiếp nè. Cộng tiếp là ABC. ABC thế D. D. Rồi cộng là ABC gạch D. Được chưa? Rồi tiếp tục cái thành phần phía sau. Bây giờ chúng ta phải phân tích cái thành phần phía sau ha. Ví dụ thành phần này nè. À, bây giờ chúng ta phân tích thành phần này nó bằng gì? Bây giờ chúng ta lấy cái A này chúng ta nhân cho, chúng ta nhân lấy CD này chúng ta nhân vô B này đi ha. Thì chúng ta lấy chỗ này chúng ta còn là A cộng cho gạch A. Rồi cái này chúng ta nhân vô thì chúng ta sẽ có gì? B C gạch D. B B C D gạch cộng cho gạch B C gạch D. Rồi cái này tiếp tục mình nhân vô nữa. Mình lấy A mình nhân vô anh này. Sẽ có là A B C D gạch B C D gạch cộng cho A rồi gạch B C D gạch. Rồi tiếp tục nhân tiếp cái nữa, cộng cho A gạch gạch A, gạch A là BCD, gạch A là BCD gạch, BCD gạch cộng cho A gạch, B gạch, CD gạch đó. Và mình sẽ cộng vô đây, đó, nó phân tích ra một nồi vậy đó. Rồi được chưa? Nó từ nào nó đủ 4 miếng hết là mới ok. 4 miếng hết rồi phải không? Rồi. Bây giờ chúng ta làm gì? Làm tiếp theo chúng ta làm gì? Bây giờ chúng ta xem cơ giá trị của nó bằng nhiêu. Ví dụ như Oh no. Ở công trình redo. Ở đây nào ạ. Tại vì này nãy để ở đây thì khi vuông ra thì cái nền này nó trong suốt. Rồi. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ làm gì? Tiếp theo là chúng ta sẽ đánh cái số của nó coi, nó có trùng không? Đánh số có trùng không? Ví dụ như cái này là số mấy các bạn? A gạch B gạch, A gạch B gạch, C gạch D, D gạch. Là gì? A đảo, B đảo, C đảo, D đảo thì nó là số 0. Chưa? Ủa sao cái này cái nét bự quá vậy? Đây là số 0 nè. À, xin lỗi. Ở đây nè, đây là số 0 nè. Đây là số mấy? A gạch B C D này là số 7 nè. Đúng chưa? Số này là gì? A gạch. Này là số mấy? 0. 0 1 5 6 5 6 6 giờ. Số 1 là nè. À xin lỗi. Cái gạch gạch con D là số 6. Cái số này là gạch A, gạch C, vậy số này là số 5. Được chưa? Đó, cứ thế chúng ta làm.
cái này gạch A, gạch C, gạch D, này số mấy? Số này số mấy? Số này là 0, 1, 2, vậy là số 4, đúng chưa? Số này mấy? Gạch A nè, gạch C nè. Số này số? 4 và 1 là 5, đúng chưa? Ủa? Cái này gạch D chứ? 6 rồi. Gạch A, gạch D số 6, vậy là mình bỏ thằng này. Tại vì nó trùng số 6 đây. Rồi gạch A, gạch B, gạch D, vậy là số này số 2. Gạch A, gạch C, vậy này số mấy nữa? Số 5. Số 5 này trùng, mình gạt bỏ một cái. Gạch A, gạch B, gạch C, vậy này số 1. Chưa? Đó, chúng ta phân ra. Cái này số 15. Chưa? Cái này là gạch D, cái này là số 14. Cái này là gạch D. Hai số này giống nhau, bỏ. Được chưa? Rồi cái này gạch B. Gạch D này số mấy? Số mấy? À. Là số này số số 8 nè. 8 với 2 là 10 là 10. Rồi cái này gạch A C. À, gạch A gạch D số 6 nữa. Thứ 6 chúng ta bỏ luôn. Gạch A, gạch B, gạch D. Cái này số 2 chúng ta bỏ luôn. Vậy cuối cùng mình tổng kết được cái này. Chúng ta viết lại dạng tổng của các tích ha. Chúng ta viết lại tổng của các tích. Tổng của các tích vậy là bằng gì? À, không, chúng ta ghi ha. Không là gì nữa? Không là tới số 1. Số 2. Số 3 có không? Không có số 3 tới số 4. Số mấy nữa? Số 5, số 6, số 7. 5 6 7 5, 6, 7 8 có không? Không có 8. 9 có không? Không có 9 luôn. 10 14, 15. Đó. À, được chưa? Vậy là cái hàm F của mình nó ra vậy. Được chưa? À, mình chịu khó mình phân tích cái này thành tổng của các tích, hoặc là những cái dạng người ta cho mình phân tích thành tích của các tổng cũng được. Ha. Tích của các tổng thì nó là hàm bi, có nghĩa là hàm chuẩn thứ hai, và những vị trí đó chính là bằng không. Ha. Chưa? Rồi. À, đây là chúng ta sẽ phân tích được này. Từ đây chúng ta sẽ bỏ vô bảng cắt nắp và chúng ta sẽ đơn giản. Rồi chúng ta sẽ ra được cái hàm. À, bây giờ đây tôi thử tôi làm một cái luôn nha để cho các bạn. Bây giờ xóa này. Đây là hàm bốn biến. Bốn biến thì bây giờ chúng ta sẽ kẻ các bạn gạt nát bốn biến. À. À, bốn biến là 16 ô. Đây là AB, này CD, bên này 00, 01, 11, 10, ở đây là 00, xích một cái này thiếu rồi, nhỏ quá. Này 00, 01, 11, 10. Và bây giờ chúng ta sẽ điền vô cái bảng nè. Điền này là điền số 1 vô cái bảng này. Ví dụ như vị trí số 0 nè. Vị trí số 1 nè. 00, 00, 00, 00, 01 nè. Vị trí số 2 nè. Vị trí số 4 nè. 01, 01, 00. Vị trí số 5 nè. Vị trí số 6 nè, vị trí số 7 nè, chưa? Vị trí số 10 là nhiều, 7, 10 là 10, 10 rồi, 7 là 8, 9, 10 đây nè, nè,
14 đâu, 14 đây à, 14 dưới này chứ hả, 1110 14 15 à, được chưa? Đó là chúng ta đưa số 1 vô, còn những vị trí còn lại số 0 chúng ta khỏi cần vẽ cũng được ha. Và tiếp theo là chúng ta sẽ gom nhóm. Bây giờ chúng ta xem có những nhóm nào à, chúng ta sẽ gom nhóm nào. Chúng ta xem có những nhóm nào. Ví dụ đây mình có thể gom nhóm 4 như này được à, được chưa? 1.4 nè. Ở đây 1.4 nè. Được chưa? Và có thể thêm một nhóm 4 được nữa. Đó là nhóm 4 nào. Chúng ta gom sao hết số 1 và cái nhóm đó là nhiều nhất ha. Và có thể gom nhóm mà. Ồ, cái màu này nó khó coi quá. Rồi. Chúng ta đang nhóm nữa. Thì cuối cùng chúng ta sẽ có 3 nhóm các bạn ha, 3 nhóm. Được chưa? Rồi vậy kết quả của mình là gì? Kết quả của mình là gì? Ví dụ như cái nhóm đầu tiên này, kết quả nó là gì? Thì ở đây nếu mà trong cái nhóm này, nhóm 4 thì nó sẽ đơn giản được hai biến. À, một thì không đơn giản được biến nào hết, hai thì đơn giản được một biến, bốn thì đơn giản được hai biến. Vậy thì cái biến nào nó bị trong nhóm này mà cái biến nào thay đổi thì nó sẽ biến nào thay đổi thì nó sẽ bị biến mất. Ví dụ trong trường hợp này á, trong cái nhóm 4 này nè, thì chúng ta thấy cái biến này nó thay đổi nè, có nghĩa biến này chính là biến B, chỉ thay đổi nó sẽ mất, nó chỉ còn là gì, thằng A thôi. Mà A bằng 0 thì A đảo. A đảo. Còn trong nhóm này thì chúng ta sẽ thấy là thằng gì, thằng D này thay đổi nè, còn C thôi, nhưng mà C trong hợp này C bằng 0 thì C đảo. Đó. Chưa? Nhóm đó nhóm nhất. Rồi nhóm màu tím này, nhóm 4 này, nhóm 4 này thì trong nhóm 4 này chúng ta chiếu lên đây, chúng ta thấy thằng B nó, thằng A nó thay đổi là 0, 1 nè. Vì còn B bằng 1 vậy là chúng ta ghi lại là B. Chưa? Trong nhóm này thì chúng ta thấy thằng gì? Thằng C thay đổi, thằng D thay đổi. D thay đổi là 1 là 0 nè. Còn C thằng C không thay đổi, thằng C giữ là 1, vậy là B C. Còn cái nhóm màu xanh nguyên hàng này thì chúng ta thấy là gì? Nhóm màu xanh này chúng ta thấy là gì? Trong cái nhóm này thì chúng ta thấy rằng từ đây tới đây á, thì chúng ta thấy rằng B nó thay đổi. Và từ đây qua đây thì chúng ta thấy A thay đổi, gì là trong cái nhóm 4 này thì AB nó thay đổi, nó mất. Chỉ nó còn có thằng CD nó không thay đổi thôi. Mà C bằng 1, D bằng 0 thì chúng ta sẽ có là gì? C D gạch. Ở đây là hàm tối ưu. Cuối cùng cái hàm này mình đơn giản là nên sẽ còn là F3 sẽ bằng a gạch c gạch cộng cho bc cộng cho c d gạch. Đó, được chưa? Mã kết quả của bài này nó ra dạng gì? Giờ các bạn nắm cách làm không? Rồi, được không? Rồi. Cái phần khai triển đó mình ghi nháp, mình khỏi ghi vô được thầy. Được, có nghĩa là em có thể ghi ngoài cũng được à. Nhưng mà kết quả nó ra đúng là được. Em làm cái kiểu mà nhìn vô biến thầy, ví dụ như là nhìn vô A gạch, B gạch, C gạch, D gạch đó, thì mình biết là nó là ở chỗ số 0. Thì em ở vị trí số 0 là muốn số 1. Còn ví dụ như A gạch B á, thì nó là thằng 01, một hàng dọc luôn. Tại vì hai kia nó CD nó thay đổi thì nó bằng 0, là một hàng dọc của 1 luôn. Còn cái chỗ mà C cộng D hay chỗ có cổng logic đó, là thằng C bằng 0 cộng cho thằng D bằng 1 á, thì nó bằng 1. Còn chỗ 11 thì nó bằng 0. Chỗ 10 thì nó bằng 1. Nhưng mà nó sai chỗ là chỗ 00 ban đầu của thầy. 00 ban đầu mình nêu theo đúng cổng logic của nó thì nó bằng 0 mới đúng chứ. Rồi sao nó bằng 1? Tại vì cái nó cái cắn sao? Cái chỗ này hả? Dạ. Cái chỗ này là cái C
C. Dạ. C mẹ O dưới D. C O dưới D thì nó sẽ bằng gì? Bằng C gạch D cộng cho C D gạch. À, nó bằng đó đó. Nhưng mà cái này em phải còn nhân như cái lượng là A gạch nữa. Nhân như lượng A gạch nữa. Thấy chưa? Do đó cái cách tốt nhất là mình phải, em nhìn vô đây em điền vô bảng sự thật, nhiều khi em điền nó thiếu hoặc là dư thì điền dư ha, rất là khó để mình điền vô bảng sự thật. Mà bằng cách đó là mình, một quá là mình à, nếu mà mình làm biến á là mình kẻ cái bảng, cái bảng bốn biến này ra, vẽ bảng bốn biến làm sao kẻ như này, A B C D, rồi cho 16 trường hợp, cho 16 trường hợp vô, được chưa? 000 rồi 0001 nè, đó tới 16 trường hợp là 1 1 1 1, rồi em thế từng cái giá trị này vô coi có nó bằng nhiêu, rồi em ghi bên đây, được chưa? Đó cũng được nữa, nhưng mà vì nó không có bài bản, nó không không có khoa học. Cách làm tốt nhất là chúng ta từ đây chúng ta sẽ phân tích thành cái này, được chưa? Rồi xong sau đó chúng ta mới xem cái số này. Còn em xem từ đây mà em ghi vô bản sự thật luôn á, là có những trường hợp em bỏ quên ha, à, có những trường hợp em bị sai. Trong trường hợp hồi nãy em nói A gạch B nè, A gạch B, A gạch B nè, đây nè, thì em cho mấy cái này ok ha, tức là nguyên hàng này, thực ra nguyên hàng này mình gom lại nó chính là A gạch B ha. Nhưng mà còn trường hợp này thì sao? Trường hợp này bắt buộc em phải có nhân thêm A nữa, nhân thêm A nữa. Yeah. Dạ, dạ không, nếu mà nhân hơn, nhân thêm A thì em chỉ reset nó bên 00 thôi, bên 0001 thôi, còn bên 111110 thì không có reset. Là trong trường hợp này thì C gạch với D, C gạch D. Dạ tại em không có biết làm ngay vậy thầy. Em nhìn như đó thì trong cái giáo trình nó để là cộng x x với y thì ra z, z z thì bằng x cộng cho cộng logic của y thầy. Thì trong đó để là 00 thì nó ra là z là 0, 01 thì nó ra z là 1, 11 thì ra là 1, còn 11111 thì ra là 0. Ý của em có, nó bị sai cái chỗ này, 00 á. Cái này em cái bảng sự thật của nó, cái bảng sự thật của thằng C với D này nè là nó làm sao? Bảng sự thật nó là gì? À, nếu hai có hai biến C D nè. Được chưa? Thì có bốn trạng thái 00 01 10 11 thì nó sẽ bằng 0 ở những trường hợp này. Dạ dạ. Còn 1 ở những trường hợp này, được chưa? Đó. Dạ. Đó vậy đó. Thì nó dạ. Sẽ bằng 0 trường hợp là à, hai này nó bằng nhau thì nó sẽ bằng 0. Ví dụ trong trường hợp này mình để vô CD rồi. Dạ. CD nếu bằng 0 dạ. Thì nó dạ dạ đúng đó. Nó sai chỗ đó thầy, nó sai. À, sai chỗ đó. Bằng 0. Bằng 0 mà em quất đây bằng 0 cái chất quất rồi đúng không? Dạ, tại vì em... chỗ này nó bằng không nhưng mà chỗ khác hồi nữa cái tổ hợp khác á nó sẽ có số 1 nó tiền vô, đúng chưa? Dạ. Nếu em xét gì em xét cái tổ hợp khác nữa thì mới đúng, được chưa? Dạ, dạ. Đó cách làm tốt nhất là chịu khó mình chỉ ngay này, nó không bị mất cái trường hợp nào hết. Còn nếu mà trường hợp này thì em phải quét hết cái trường hợp có thể có của nó à. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Ủa hôm trước là mình học cái tới cái phần cổng logic nhưng mà mình chưa có biểu diễn phải không ta? Bữa hỏi mình biểu diễn sau khi đơn giản xong mình có biểu diễn thành hàm chưa? Tôi có hướng dẫn mấy đứa biểu diễn thành hàm chưa? Vẽ vẽ mạch chưa? Chưa phải không? Chưa thầy ơi. À có nghĩa là mới có đơn giản tới đây thôi. Cuối cùng ra tới cái app này đơn giản vậy thôi phải không? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi nội dung tiếp theo ha. Rồi bây giờ nội dung tiếp theo của cái này á là chúng ta sau khi chúng ta đã đơn giản hàm logic xong rồi nè, à, chúng ta ra một cái hàm đơn giản rồi á. Ví dụ như hàm này chúng ta đơn giản cái này rồi xong á. Hôm trước tôi có giới thiệu các cái cổng AND OR NOT rồi. Ok. Rồi bây giờ sau khi chúng ta đơn giản xong á thì chúng ta sẽ rút gọn xong
rút gọn xong như này thì chúng ta thực hiện cái hàm logit cho cái hàm sau khi chúng ta rút gọn. Ví dụ chúng ta cho hàm này, sau khi rút gọn cái này thì mình sẽ thực hiện cái hàm logit. Rồi thì ở trên thực tế thì chúng ta sẽ có thực hiện hàm logit, thực hiện hàm bool bằng các cổng logit. Thì thực ra chúng ta sẽ có ba cái dạng cổng cơ bản, đó là and or not, and or not. Thực ra trong cái phép toán mình nè, trong cái phép toán mình các bạn thấy đây nè, trong kiểu biến thức cuối cùng nè, thì chúng ta thấy chủ yếu là người ta cũng còn có các phép toán thôi. Phép toán đảo là not, phép toán nhân đây là nhân, phép toán cộng, phép toán nhân chính là phép toán and, và phép toán cộng là phép toán gì, phép toán cộng chính là phép toán toán o. Chỉ chúng ta thấy đây toàn là phép, chỉ có cần ba phép toán đó là chúng ta thể hiện được cái hàm logic này. Vậy chúng ta thể hiện sao? Đây, ví dụ như người ta muốn thể hiện được cái hàm này thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Đầu tiên mình sẽ thực hiện cái cụm này. Cụm này là ba cái biến này nhân lại, vì chúng ta sẽ có ba cái hàm logit, có một cái cổng logit, cổng nhân nè, mà có ba biến ở vào a b là a gạch b c, mà a gạch có nghĩa là ví dụ như chúng ta có ba cái biến ở vào là a b c d đây. Vì thì cái cổng này là cái cổng mà cái ngõ ra của nó là a gạch nè, a gạch nhân b nhân d. Thì chúng ta kiếm là a gạch đâu, a đây qua đảo là a gạch đó, chúng ta sử dụng một cổng đảo, được chưa? Còn b chúng ta đưa thẳng vô, đây là ngõ vào thứ nhất là tương ứng như này, đây ngõ vào thứ hai là b này, ngõ vào thứ ba là d này. Vì chúng ta sẽ được cái, chúng ta sử dụng cái cổng n này, n nhân, và trong trường hợp này gọi là n ba ngã vào, được chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thằng cụm thứ hai là cụm c nhân d, đây chúng ta sẽ có cổng n hai ngõ vào, đây cổng n hai ngõ vào, cái này là c d gạch, được chưa? Vì ngõ vào thứ nhất của nó là c đưa vô, ngõ vào thứ hai là d gạch có nghĩa là đảo d, đây là d đảo, chúng ta nhân lại là c đây, và cuối cùng chúng ta thực hiện cái phép cộng, hai cái này chúng ta cộng lại với nhau, cộng là phép o, vì hai cái ngõ này cộng lại thì cuối cùng cái hàm của chúng ta là hàm như thế này. Vì đây là cái mạch logic mà thể hiện cái hàm trên này. Vì khi mà chúng ta có bất kỳ, sau khi chúng ta đơn giản hàm logic xong thì bất kỳ cái hàm nào chúng ta cũng sẽ sử dụng cái cổng logic để chúng ta thực hiện. Cổng logic này chính là những cái phần tử của mạch điện số đó, thì sau này chúng ta thực hiện một cái mạch điện sử dụng cái này. Rồi hồi nữa chúng ta làm này xong rồi chúng ta sẽ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta mô phỏng, chúng ta lấy ra chúng ta mô phỏng thử coi các cái trạng thái nó đúng không, nắm được không? Và bây giờ mình thử một cái trường hợp hồi nãy đi, trường hợp hồi nãy chích mô nãy mình đã mình xóa tiêu rồi, trường hợp nãy mình xóa tiêu rồi. Ví dụ như trường hợp này đi, ở đây chúng ta sẽ lấy một số cái ví dụ. Ví dụ này người ta vẽ vậy ha. Rồi, đây là cái cấu trúc thứ hai, là cấu trúc mà dạng này cũng vậy thôi. Người ta cho cái nào thì mình sử dụng đó, thì trong trường hợp này thì mình sẽ thấy nó là nhân, cái cụm cuối cùng là cụm nhân. Cái cụm này là cụm tổng mà. Cụm tổng có nghĩa là đây là phép toán o, còn nhân lại hai cụm này lại thì chúng ta sử dụng phép toán n, được chưa? Rồi vậy chúng ta thấy nè, cụm đầu tiên là cụm a gạch cộng d này, a gạch cộng d này kết quả này là cộng o là cộng, này là phép toán cộng đó, đây phép toán cộng mà vì là a gạch nè, a nó đảo nữa là a gạch đây, d từ d chạy ra, được chưa? Còn cụm thứ hai là b ba biến nha, một biến hai biến ba biến, b c gạch d gạch đó, b c gạch này đi vô, d gạch đi vô, thì cụm này là cái ngõ ra chỗ này, và cuối cùng chúng ta lấy hai cái cụm này chúng ta nhân lại đó, nhân lại này phép nhân tức là n, đây là phép nhân, được chưa?
Vì bất kỳ một cái hàm nào chúng ta cũng có thể sử dụng các cổng logic là AND OR NOT để chúng ta biểu diễn. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta lấy ví dụ ha, ví dụ cái bài tập hồi nãy này. Ví dụ cái bài tập bây giờ chúng ta sẽ lấy thử cái bài tập này đi. Chúng ta vừa làm ra xong rồi chúng ta biểu diễn cổng logic luôn. Biểu diễn sang cổng logic luôn. Ví dụ như cái bài tập F1 này đi. Rồi, F1 này. Thì đầu tiên F1 là hàm 4 biến thì chúng ta sẽ vẽ bảng cắt nắp ra. Đây. 4 biến. Rồi chúng ta vẽ bảng cắt nắp ra. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi cái này là 00, cái này AB. CD. Cái này 00. 01. 11. 10. 00. 01. 11. 10. Rồi, bây giờ mình điền vô này là tổng tổng của các tích nè, vậy là những vị trí nào vị trí số 1, ví dụ như số 0 nè. Số 0 nè. Số 0 nè. Rồi số 1 nè. Số 2 nè. Số 4 nè, số 4 nè, 0124, 0100 nè, số 5 nè, số 8, 5, 6, 7, 8 này nè, 8, 9, 10, 10 đây nè, rồi 12, 10, 11, 10 phải không, 10 rồi. 10, 8, 9, 10, 11 nè, 11 ở đây, vậy là 12 đây, 12 đây, 13, 14 đây, rồi, đó, vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gom cái nhóm của mình như thế nào, đúng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ gom nhóm nè. Sẽ gom nhóm. Rồi bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ có cái nhóm. Nhóm này. Đó, đây một nhóm, được chưa? Nhóm 4. Rồi. Tiếp theo chúng ta có nhóm nào nữa bạn? Nhóm 4 nào nữa? Chúng ta nhóm 4 nào nữa đây. Sao bao hết số 1 đây. Chúng ta có thể gom cái số 1. Mình gom 3 nhóm 4 đi thầy. Đây đây nhóm nữa. 3 nhóm 4 được hết thầy. Đây nhóm 4 nữa phải không? Ví dụ đây nhóm 4 nữa nè. Dạ. 4 số 1 4 lóc nữa thầy. Ở đây nè. Đây nhóm đúng không? 4 số 1 góc. 4 số 1 góc luôn. 4 số 1 góc. Bốn số một góc 1, 2, 3, 4. Rồi thì chúng ta có 4 nhóm, số nhóm 4 nhóm. Rồi thì bây giờ cái nhóm đầu tiên là gì? Nhóm đầu tiên này nè, thì chúng ta sẽ thấy gì? Thằng B thay đổi nó chỉ còn A thôi, bằng A đảo, vậy là chúng ta sẽ có A đảo. A đảo ở bên này thì chúng ta sẽ thấy là gì, thằng D nó mất, còn C đảo, A đảo, C đảo, được chưa? Rồi cộng tiếp theo cái nhóm thứ hai là nhóm hàng ngang này nè,
hàng ngang này thì bốn cái này thì chúng ta sẽ thấy là hàng gì, AB nó mất chỉ còn CD thôi, CD C gạch đã thẻ cái nhóm hàng ngang mình bỏ ra, nhóm hàng ngang mình bỏ được đây. À đúng rồi, nhóm hàng ngang mình bỏ đi, đúng rồi, chính xác. À tại vì cái số 1 nó bao hết rồi, chỉ còn là gì, màu rồi. Vì nhóm này, nhóm hàng ngang này bỏ tại vì mình bao cái này rồi, đúng rồi. Vậy là tiếp theo là mình lấy cái nhóm là bốn góc đi, bốn góc được chưa? Bốn góc thì nếu mà xét xét về cái hàng trên đó thì chúng ta sẽ thấy nào thay đổi. Hàng A thay đổi chỉ còn B thôi, mà B là B gạch. Rồi, nếu mà xét ở hàng CD á thì chúng ta thấy nào thay đổi. Hàng C thay đổi, nó chỉ còn D thôi, D gạch. Rồi, cộng. Rồi bây giờ mình sẽ có cái cụm này, cụm này với cụm này. Cụm này thì chúng ta sẽ thấy nếu mà xét AB á, thì chúng ta sẽ thấy gì thay đổi. Thằng B thay đổi chỉ còn A, diện A bằng 1 gì đó là A. Rồi cái cụm nếu mà xét cái CD á, thì chúng ta thấy nào thay đổi. Chúng ta thấy thằng thằng C thay đổi chỉ còn D, mà D nó bằng 0, diện D gạch. À, D gạch. Đó, được chưa? Rồi, vậy chúng ta sẽ có, đơn giản làm này chúng ta sẽ có cái như thế. F1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thể hiện hàm logit ở đây. Chúng ta thấy đây là chúng ta sẽ có một cụm nè, hai cụm nè, ba cụm nè. Vậy là ba cụm này nó phép nhân. Phép nhân gì, chúng ta sẽ có là ba cái cổng logit là ba cái cổng cộng n. Vậy chúng ta ở đây chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ ghi là A nè. B nè. C nè. D nè. Đó, đây là chúng ta để các ngõ vào. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ có cổng n là A gạch nhân C gạch. Vậy chúng ta A gạch chúng ta qua cổng đảo nè. À. C gạch chúng ta qua cổng đảo. Được chưa? Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng đầu tiên là cổng gì? Cổng n. Đó, cổng n. Đó, chúng ta để đây một cái, đó là thành phần này. Ở đây chúng ta có B gạch, D gạch, B gạch đâu? Vậy này nó sẽ qua cái cổng đảo nữa, B nó qua cổng đảo nữa. À, B ra cổng đảo. Rồi, D gạch, này D gạch đấy. Đó, chúng ta ra được cái ngõ thứ hai. Cuối cùng cái cổng thứ ba là A, D gạch. Vì D gạch đây chúng ta ra ra được cái nè. Rồi A đây, chúng ta sẽ chọn đây, chúng ta sẽ đi đây. Đó. Vậy là sau đó chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ cộng lại. Vậy là chúng ta sẽ có cái cộng E, cộng O ba ngã vào. Chưa? Đấy, vậy chúng ta sẽ được F. Được chưa? Đó là sau khi chúng ta đơn giản mà cắt nắp xong, chúng ta ra được hàm và sau đó chúng ta biểu diễn thành cái cộng logic như này. Đúng được không? Đó. Rồi bây giờ cái quan trọng nữa là bây giờ mình sẽ thử mình mô phỏng cho nó chạy đúng không. Đó, bây giờ mô phỏng ha. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn mô phỏng ra để chúng ta kiểm tra cái hàm logic này nó có chạy đúng hay không. À, chúng ta sử dụng cái multisim để chúng ta mô phỏng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng multisim để chúng ta mô phỏng nha. À, bây giờ chúng ta sử dụng multisim. À,
Đây là magnesium ha. Cái mạch của mình nãy vẽ nó còn đây nè ha. Giờ để tôi bôi cái đường kẻ này à, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái mạch ha. Rồi đầu tiên chúng ta thực hiện cái mạch điện này, thực hiện cái mạch điện này. Vì thực hiện mạch điện này chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái ABC này á, chính là ngõ vào. Ngõ vào này chúng ta phải đưa một cái trạng thái logic là mức 1 hay mức 0. Vì chúng ta lấy cái công tắc để chúng ta điều khiển mức 1 hay mức 0. Còn ngõ ra thì chúng ta thể hiện bằng cái bóng đèn để chúng ta xem coi lúc nào nó bằng 1, lúc nào nó bằng 0. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái công tắc ra. Switch nè. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy một cái switch mà nó sẽ có cái hai cái trạng thái đây để chúng ta có thể bật lên 1, bật xuống 0. Đây. Đây cái switch ha. Switch này chúng ta sẽ đảo nó lại. Chúng ta đảo nó lại như này để chúng ta có thể bật lên 1 hoặc bật 0. Và chúng ta đặt cái biến này là biến A. Khi này là chúng ta sẽ đặt là A đi đó. A. Khi A. Chưa? Đó. Và để điều khiển 1 0 á thì mình sẽ đem cái nguồn với cái map ra. Thứ nhất là power. Power thì mình sẽ có cái VCC là tượng trưng cho mức 1. Còn cái ground này á tượng trưng cho mức 0. Và ở đây chúng ta sẽ có bốn cái switch thì chúng ta sẽ copy ra bốn cái. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có bốn cái nha. Đây. Bốn cái. Rồi. Khi A này mình đặt là khi B. B. Khi C. Khi D. Yeah, ABCD. Rồi bây giờ mức 1 á thì mình lôi cái đặt cái phía trên này là mức 1 ha. Quy định nó là mức 1. Mức 0 là chúng ta sẽ gắn ở phía dưới này tương ứng cho mức 0. Mình có thể gắn cái con led để mình có thể xem cái trạng thái nó mức 0 hay mức 1. Bây giờ nó đó. Rồi bây giờ mình có ngõ vào là ABCD rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái cổng gì? Cổng NOT, rồi cổng AND, rồi cổng OR ha. Rồi bây giờ chúng ta lấy cổng logic ra. Ví dụ như chúng ta lấy họ 74LS đi ha, chúng ta lấy có cổng N. Cổng N là 74 mấy đây. 74. Đây cổng NOT này, chúng ta lấy cổng NOT ra trước ha. Này cổng NOT đi. Đây. Rồi bây giờ chúng ta lấy cổng NOT. Chưa. Rồi họ nữa chúng ta bốn cái thằng này chúng ta có bốn cổng NOT. Đầu tiên vô bốn cổng nốt này hết. Tiếp theo là gì? Tiếp theo mình lấy cổng cổng AND ra. Cổng AND đâu? Này, cổng AND, cái cổng AND ra. Đây cổng AND 7408 là cổng AND. Chờ. Cái này là cái mã hiệu IC đó, nữa sau này các bạn có thể đi mua. Một cổng AND nè. Và chúng ta có thể copy C. Hai cổng AND. Ba cổng N. Rồi chúng ta sẽ nói cổng N đầu tiên là cái A đảo, A đảo với C đảo. C đảo đâu? C đảo đây, đây là C đảo. Đó. Cổng N thứ hai là B đảo với D đảo. B đảo đây, B đảo, D đảo. Đó. Cổng N thứ ba là D đảo với A. Đây, A.
À, được chưa? Cuối cùng mình sẽ có cổng O ban ở vào. À, mình kiếm cổng O ban ở vào. Cổng O ban ở vào, mình kiếm thôi. Cái này sau này mình sẽ có thể mình phải kiếm con IC, tại vì nhiều khi mình không biết con IC đó là con IC gì ha. Mình có thể lên Google mình kiếm, ví dụ mình kiếm là cổng O ban ảo vào. Để xem coi nó ra cái con gì đây. O ban ảo vào. O ba ngã vào thì chúng ta sẽ có là con IC gì đây, ghi O ba ngã vào. Không thấy O ba ngã vào đó. O ba ngã vào đó 4075, à con IC 4075, mình tìm con 4075, nó là họ CMOS 4075 đó. À, thì mình có thể lên Google mình tìm, tôi cũng mới lên Google tôi tìm, chứ nhiều khi mình mấy quỷ thì mình không có nhớ nó, số cái con đơn giản thì mình nhớ, cái con phức tạp không thể nhớ nó. Mà bây giờ cổng logic thì cũng ta cũng ít xài, chủ yếu là mình thiết kế về mặt logic thôi, còn thực tế thì nói chung cũng... Rồi bây giờ mình sẽ lấy con led ra, à, mình sẽ lấy con led, ví dụ như con led màu đỏ đây, rồi màu đỏ này mình đem xuống mát đi, xuống mát có nghĩa là nó màu một thì nó sẽ sáng, rồi để chắc ăn, để bảo vệ con led này mình gắn thêm con điện trở nó cho nó đúng đúng bài ha, thêm con điện trở resistor basic nè, trong basic này nó chỉ có resistor, mình lấy con điện trở nè. Rồi. Rồi, bây giờ mình mô phỏng thử coi nó làm sao ha. Bây giờ mình sell lại đi. Sell lại. Sell lại. Đi xe 3 đi. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái tổ hợp logic này có đúng không ha. Nó bằng 1 ngay tại vị trí này. À. Bây giờ mình mô phỏng nè. Mình đầu tiên mình cho nó bằng không hết, bằng không hết thì nó sẽ bằng một nè, đúng không? Vị trí không nó bằng một nè. Bây giờ vị trí là không không, thằng này là thằng ở dưới này á, thằng D là bit thấp, còn A là bit cao nhất. Cái gì bây giờ mình sẽ cho cái trường hợp là không 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 một, ví dụ như không 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 một này, bằng một này nó cũng bằng một nè, đúng chưa? Không không một một coi, một một là nó sẽ tắt. Đó, một vòng nó sẽ tắt nè, không không một vòng nó sẽ tắt nè. Đó là trường hợp, đó là trường hợp không đúng nữa. À, hay nói khác là trường hợp này nó bằng số không. Nó mình cứ test thử cái trạng thái. Ví dụ trường hợp là 0010, 00010 là sáng, đúng chưa? Một là sáng. Ví dụ như test thử là 01010 10 là tắt, là trường hợp này nó tắt nè, được chưa? Hoặc là 0111 nó cũng sẽ tắt. Đó, đó là cách chúng ta kiểm tra trạng thái của nó. Vì thì cái mạch logic của mình nó sẽ thực hiện cái hàm logic này đúng cái trạng thái của mình. Ví dụ như mình thử cái trường hợp khác nữa, mình nếu mình rảnh thì mình thử hết cái trường hợp này để mình biết coi nó có thực hiện đúng hay không. Ví dụ như là 1100, thử là 1100 nó bằng 1 đúng không? 1100 nè, 1100 thì nó sẽ bằng 1 nè. Nhưng mà 1101 quá, 1101 thì nó sẽ tắt. Đó, 1101 nó tắt. Hoặc là 1111 ở gì? 1111 đúng không? Thì nó cũng sẽ tắt luôn. Được chưa? Nhưng mà 1110 á thì nó sẽ sáng. 10. Đó. Chỉ là mình kiểm tra được cái mạch logic, mình thực hiện cái mạch logic để thực hiện cái hàm mà người ta cho bằng cách này. Được chưa? Rồi. Các bạn thấy như thế nào ha, thì đó là cách chúng ta từ một cái hàm
logic người ta cho mình biểu diễn thành một cái mạch điện mô phỏng. Thì thực tế nếu như mình làm mạch điện á, thì mình phải mua các cái cổng logic này, mình ghép nó lại thành một cái mạch và mình kiểm tra cái trạng thái này, mình đưa vô nó vào là mức 1 hay mức 0 thì mình sẽ thấy được cái trạng thái. À rồi, được không, đúng không, có ai có thắc mắc gì không, cần hỏi không, để thích luôn. Thầy nói là cái chỗ vẽ mặt giúp em được này, vẽ mặt này không? Không, dạ, đúng rồi, là cái đó này. Rồi bây giờ vẽ mặt phải không? Rồi bây giờ vẽ mặt này. Vẽ mạch thì nó có nhiều cách vẽ. Hiện giờ là chúng ta vẽ theo cái kiểu là sau khi chúng ta có hàm logic này phải không? Đó, sau khi chúng ta có hàm logic này rồi. Đó, sau khi chúng ta có hàm logic thì chúng ta có nhiều cách để chúng ta vẽ cái mạch này. Tuy nhiên nếu như cái đề bài người ta không yêu cầu gì hết, hồi nữa mình sẽ thấy có nhiều cách người ta yêu cầu mình vẽ. Nếu người ta không yêu cầu gì hết thì mình cứ vẽ thoải mái. Ở trong này nó có cái gì thì mình vẽ ra cái mạch như thế. Ví dụ như ở đây chúng ta biểu diễn ra này rồi thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ chia ra từng cụm. Trong trường hợp này là chúng ta thấy nó chính là cụm gì, tổng của các tích đó. Thì mình thấy hàm logic của mình chỉ có ba cái cổng cơ bản thôi, đó là cổng not nè, cổng n là phép toán nhân, và cổng o là phép toán cộng. Đó, not and or thôi, nó chỉ có ba cái phép toán này thôi. Như vậy chúng ta nhìn vô cái hàm chúng ta cũng thấy chỉ có, cho dù phức tạp cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có tổ hợp của ba cái phép toán này, các biến này nó sẽ tổ hợp bằng ba phép toán đó. Vì mình sẽ chia nhóm, mình có thể chia nhóm theo theo cái dạng chuẩn luôn, hoặc là mình muốn chia nhóm sao tùy mình, tùy theo cách nhìn của mình thôi. Ví dụ trong trường hợp này tôi thấy vậy thì tôi sẽ chia theo cái cụm. Thứ nhất là cái cụm này, tôi sử dụng cái cụm tổng của các tích, tổng của các tích có nghĩa là cái toán cộng là cái toán cuối cùng. Bây giờ chúng ta gom cái cụm này lại, cụm này chúng ta thấy là có phép nhân, thì đây là AB nó có hai biến nhân. Vậy là đầu tiên thì tôi thấy chúng ta sử dụng một cái cộng n là phép nhân là A C nè, n này là n có hai biến là biến A và biến C. Nhưng mà A nó đảo thì mình qua cái cổng đảo này. Vậy là chỗ này nó sẽ biểu diễn ra ngay ngõ này. Chỗ này nó ra được là gì? A đảo C đảo. Thấy không? A đảo C đảo gì mình có gì? A nè, mình qua cái đảo cái thì đây nó A đảo nè. C đảo rồi đâu? C qua cổng đảo là C đảo. Vì chúng ta sử dụng cái cổng nhân chỗ này thì chúng ta ra được cái biểu thức này, vậy là được cái cổng này. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện cái cụm này cũng tương tự như cụm bên này, nhưng mà nó cái biến nó khác là B đảo, D đảo. Thì đây là cụm phép nhân nè. B đảo này chúng ta B này chúng qua đảo nó thành B đảo. D đảo nó qua thành D đảo. Được chưa? Chúng ta giờ cụm thứ hai này là B đảo. D đảo. Rồi. Và cái cụm thứ ba là A như D đảo. Thì D đảo ở đây chúng ta có rồi thì chúng ta chỉ cần vô một cái cổng này nữa thôi. Rồi A chúng ta kéo cái đường dây A xuống. Thì chỗ này chúng ta sẽ có là A. D đảo. Và cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện cổng N là cổng O, tức là cái toán cộng. Nó O là cái toán cộng. Chúng ta cộng ba cái vế này là 1 vế, 2 vế, 3 vế ha. Đó, chúng ta cộng này lại. Thì chúng ta sẽ ra được cái hàm cuối cùng chúng ta là hàm S. Và chúng ta thực hiện cái mạch điện của mình như này. Mạch điện giống như này. Đây là trường hợp người ta không yêu cầu gì hết, người ta chỉ nói kêu mình vẽ mạch điện thôi thì mình có thể vẽ tự do, được chưa? Ngồi đấy nó khó hơn cái là người ta yêu cầu vẽ toàn là cổng này hoặc là toàn là cổng kia cho thằng gì thì mình mới thực hiện như thế nào. Được chưa? Cơ bản gì đi, trước mắt là mình biết cách mình vẽ cái mạch logic, mình vẽ cái mạch điện logic sử dụng các cổng logic từ các hàm logic sau khi đã được rút gọn. Được chưa?
Alo. Alo, nghe à? À, cái mạch mà thực tế mấy cái switch ABC D là khi mà làm mạch thực tế là mình mua công tắc thế vô luôn đó thầy. Đúng rồi, mấy cái này là mấy công tắc đó. Mấy này là mấy cái công tắc mà hai trạng thái người ta kêu công tắc lửa gà. Cái công tắc này là nó gọi là, ví dụ như các bạn lên web các bạn search đi, nó là cái switch. Switch nè, switch. Chưa cái switch. Switch 2 hai trạng thái. Nó gọi là switch 2 hai trạng thái. À, đây nè. Nó có dạng này. Nó dạng này chúng ta bật qua bật qua bật lại thì nó có ba chấu nè, một cái là chính giữa nè, nếu mà bật lên đây thì nó sẽ nó lên dương, bật xuống đây nó nói xuống mát ha, gọi là cái switch hai trạng thái. Nó có gọi là switch ba trạng thái nữa, có nghĩa là nó sẽ có một cái trạng thái nó không đụng ở đâu hết ha. Nó sẽ có một cái con cái switch ở trạng thái thứ ba, có nghĩa là trạng thái chính giữa đó, nó sẽ không đụng đâu hết. Và khi em bật nó cũng có dạng như này, nhưng mà có trường hợp nó bật nó nằm chính giữa, nó ba trạng thái, có nghĩa là bật cái này nằm giữa là nó không đụng đâu hết, rồi bật xuống thì đụng xuống mát, bật lên thì đụng lên dương, những hàng vậy nó gọi là công tắc ba trạng thái. Còn đối với cái bài của chúng ta mô phỏng á, là chúng ta sẽ mô phỏng công tắc hai trạng thái, có nghĩa là bật lên bật xuống, có nghĩa là ở một thời điểm nào đó thì nó cũng sẽ ở mức không hay mức một thôi, chứ nó không có trạng thái khác. Nếu mà trong phần mô phỏng này á, nếu mà người ta sử dụng công tắc ba trạng thái á, thì chúng ta cũng có thể đây, mình thấy người ta cũng có thể có công tắc ba trạng thái rồi. Nó gọi có công tắc ba trạng thái, nghĩa là bình thường nó nằm ở chính giữa, như trong này không có dễ công tắc ba trạng thái, có nghĩa là bình thường nó sẽ ở một cái vị trí nào đó, như trong này nó không có dễ công tắc ba trạng thái, có nghĩa bình thường nó sẽ không có, nó thêm một cái nút này nè, bình thường nó không có dính đâu hết ha. Và vài bữa nữa các bạn có thể sử dụng công tắc này, hoặc là sử dụng cái công tắc nhấn, công tắc nhấn rồi buông ra, công tắc nhấn rồi buông ra nè. Để sau này học phần sau thì chúng ta có cái phần tạo xung, cái phần công tắc dạng này á, là chúng ta sẽ tạo cái tín hiệu, tạo cái tín hiệu ở đây là tạo tín hiệu mức chúng ta đưa vô mức 1 hay mức 0. Nếu mà chúng ta gắn cái đèn ở đây, ví dụ như đây tôi gắn một cái đèn đi chẳng hạn gì, để mình thể hiện cái trạng thái của nó, ví dụ đây tôi gắn cái đèn ha, gắn cái đèn để thể hiện trạng thái là mức 0 hay mức 1. Ví dụ đây thể hiện một sáng đi, để mua một sáng thì tôi sẽ gắn cái đèn. Bây giờ tôi sẽ thể hiện cái này, bây giờ tôi gắn đây còn đi điện trở với cái đèn này. Ví dụ tôi gắn ngay ngõ ra nó một con led như thế này để tôi biết trạng thái của nó. Thì tôi bật lên nè, ví dụ mô phỏng đi ha, tôi bật lên á thì nó sẽ sáng. Ủa, lên là một sao sáng, cái đèn nó có bị đứt dây không? Không đứt dây cho nó sáng. Chậm hơn nè. Mô phỏng à, đó, tắt nè, sáng nè. Như vậy thì mình sẽ thấy là cái trạng thái mình đưa vô á là dạng đưa vô mức, mình ở một trạng thái này mức 1 là nó sáng, mức 0 là nó tắt. Được chưa? Đó. Nhưng mà nó còn dạng công tắc khác, nó có một cái loại công tắc này nữa, sau này chúng ta cũng sẽ dùng để chúng ta đưa một cái tín hiệu khác nữa. Tín hiệu mà chúng ta đưa vô này gọi là tín hiệu mức, mức trạng thái, có nghĩa là nó cố định. Và chúng ta sẽ có một cái dạng cái switch nữa, hồi nãy chúng ta đây, cái nút này, nó gọi là cái button. Đây nè, cái này nè. Đâu rồi, cái này.
À, cái này. Cái này là gọi là cái put. À, bây giờ chạy thử nè. Cái này là khi mình nhấn nó chạy xuống nhưng mình buông cái này dở lên. À, ví dụ như tôi đổi cái công tắc này lại thử. Công tắc này bình thường nó sẽ ở một cái trạng thái nào đó. Bình thường thì nó ví dụ như chỗ này á, người ta kéo xuống mức 0 chẳng hạn gì. Bình thường này người ta kéo xuống mức 0. Thì bình thường nó không có dính, bây giờ mình bấm cái nó dính rồi mình buông ra nó hở ra. Thì trường hợp này người ta sẽ cái switch này nó bị lỗi gì. Ha, trường hợp này là trường hợp mà người ta sử dụng gọi là kích xung. À, kích xung. Có nghĩa là mình bấm một cái thì nó dính nhưng mình buông ra thì trở lên, gọi là công tắc có moment. Công tắc có moment. Thì phần sau tôi sẽ hướng dẫn cái có những mạch điện mà sử dụng cái dạng công tắc này bấm. Giống như ngoài thực tế mình cũng có một cái dạng công tắc có moment, nó gọi là cái switch moment. Switch có moment. Đây là cái switch có moment là dạng switch như này. À, mình nhấn xuống. Để coi cái switch có moment. Switch lưỡi gà hoặc là gọi là switch lưỡi gà. Đấy, đó, switch lưỡi gà đó. Gàm 73 gì không nhỉ? Chứ lưới gà giết xài. Nó có cái switch gọi là switch lưới gà hoặc là switch có moment. Nó switch có moment. À, nó có dạng này, chúng ta nhấn vô nhấn ra. Ôi sao này nó ít quá ta, nó gà ít quá. Hay là xích chống dội, nó gọi là xích chống dội những hàng gì. Nó có nhiều tên đó. Mục tiêu công tắc chống dội hả? Công tắc. Tự nhiên không biết cái từ quên cái từ khóa để nó ra. Thì cái công tắc đó là cái công tắc nó mua măng của người mình bấm xuống cái nó nảy lên, bấm xuống này lên cái nút này, cái dạng như nút này gì nè, nút mình bấm cái nó nảy lên, bấm cái nó nảy lên, bấm cái nảy lên. À. Nó gọi là công tắc có moment. Ok, nắm được không? Bây giờ thì còn vấn đề gì nữa không? Nếu không thì tôi sẽ chuyển sang cái phần vẽ mạch điện tiếp theo ha. Rồi. Rồi được các bạn. Có bạn nào hỏi gì nữa không? Tôi xóa này à. Dạ không. Rồi ok. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ vẽ cái hàm này theo cái dạng là yêu cầu của người ta. Ví dụ như vẽ toàn cấu trúc cổng NAND. Bây giờ với cái mạch điện đó, ví dụ như với mạch điện này nè, ta kêu mình sử dụng toàn cổng NAND để mình vẽ, thì mình làm sao? Bây giờ ta kêu mình vẽ toàn cổng NAND thì sao? Toàn cổng NAND không? Cổng NAND có nghĩa là thực hiện phép nhân không? Như vậy thì đối với trường hợp này mình phải sử dụng cái, mình nhớ lại cái phần cái định lý điện một gang. À, mình sử dụng cái định lý điện một gang. Điện một gang là cái định lý mà dùng biến đổi từ phép cộng sang phép nhân hay là từ phép nhân sang phép cộng. À, có nghĩa là mình sẽ chuyển đổi
cái cổng cổng O thành cổng cổng O thành cổng gì, cổng O thành cổng 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 N, hoặc là ngược lại từ cổng N sang cổng O. À vậy thì một cái yêu cầu nữa là người ta kêu mình vẽ mạch điện, hay nói khác là người ta kêu mình sau khi mình đơn giản hàm logic xong thì mình sẽ biểu diễn cái mạch điện thực hiện logic đó, không phải đơn giản như thế này mà là sử dụng toàn cổng NAND hoặc là toàn cổng NOR, cổng NAND và cổng NOR ha. Cổng NAND là gì? Cổng NAND là cái cổng mà hôm trước chúng ta thấy nè. Đâu rồi, cổng ở đây. Chúng ta có hôm trước chúng ta có ba cổng cơ bản, cổng O, cổng N và cổng O. À. Thì cổng NAND là cổng đảo. Cổng đảo của cổng N có nghĩa là N NOT là đảo lại. À. Thì nó sẽ có dạng như này. Còn cổng NO là cổng đảo của cổng O, có nghĩa là gì? Cổng 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 O cộng thêm cổng đảo. Cái gì? Đúng không? À. Rồi. Bây giờ mình làm sao để mình biến lại tất cả những cái hàm đó về cổng N và cổng O? Vậy thì để mình biến về thì các bạn thấy trong cái hàm của người ta sẽ có gì? Có phép toán cộng và phép toán nhân. Như vậy là nếu người ta kêu mình biểu diễn toàn bộ là cái cổng N, biểu diễn toàn là cổng N đi. Bây giờ nếu biểu diễn toàn cổng N thì mình sẽ làm như thế nào? À. Vậy thì mình phải nhớ cái này ha, các bạn lưu ý nha. Nếu mà biểu diễn lại toàn cổng N đó thì mình lưu ý là mình sẽ biến đổi những cái cổng khác về bằng cổng N. Ví dụ như biểu diễn toàn cổng NAND đúng không? Vậy thì chúng ta phải biểu diễn cái cổng NOT của mình, tại vì mình có cơ bản mình có ba cái loại cổng thôi. Đó là cổng NOR NOT. Vậy thì cái mạch điện mình cơ bản là có NOR NOT, nhưng mà bây giờ người ta kêu mình biểu diễn toàn cổng NAND hoặc toàn cổng NOR. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn toàn cổng NAND trước. À. Chúng ta sẽ biểu diễn toàn cổng NAND. Rồi, chúng ta biểu diễn cấu trúc toàn cổng NAND. Vì cấu trúc cổng NAND là sơ đồ logic thực hiện này. Thì đầu tiên là chúng ta phải nắm được là những cổng khác biểu diễn về cổng NAND như thế nào. Ha, những cổng khác biểu diễn về cổng NAND như thế nào. Thì cái mà biểu diễn á, ví dụ như cổng NOT biểu diễn toàn cổng NAND nha, đây con xem. Để tôi cho cái này nó chụp bên này chút xíu để tôi vẽ cái bên này cho bạn thấy luôn. Đây, toàn cổng NAND. À. Vậy thì chúng ta sẽ biểu diễn cổng NOT dùng cổng NAND. Biểu diễn cổng NOT dùng cổng NAND. Đó, cổng NAND. Cổng NOT dùng cổng NAND như thế nào? Rồi cổng N. Cổng N thì dùng cổng NAND nó bằng cách nào? Được chưa? À. Nên dùng em như thế nào? Và cổng O phép toán cộng. O dùng cổng NAND. Đó, được chưa? À, bây giờ mình sẽ để ý ba trường hợp này. NOT chúng ta dùng cổng NAND. N chúng ta dùng cổng NAND như thế nào? Còn O chúng ta dùng cũng nên như thế nào, được chưa? Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Bây giờ các bạn biết cổng N nè, cổng N là cổng như thế nào, đây là cổng N nè, N nó như thế này, nó có cái tròn trước, này là AB, thì bây giờ Y của nó bằng gì?
khi của nó bằng a nhân b, a nhân b gạch đó, nó là cái hàm của nó là vậy, được chưa? Bây giờ nếu như mình sử dụng cổng nốt á, nếu như mình biểu diễn bằng cổng nốt á, bây giờ mới cổng nốt này thì tương đương với cổng nem bằng cái gì? Nếu mình có cổng nốt này thì nó tương đương với cổng nem là tương đương như thế nào? Ví dụ như mình muốn a ở đây y bằng a đảo, a đảo thì chúng ta sẽ vẽ nó như thế nào? Thì các bạn thấy nè, nếu như mình cho b bằng a, nếu mình cho b bằng a thì mình có a nhân a thì nó bằng a, vì như cái này là a đảo, vì mình muốn biến cổng mình muốn biểu diễn cổng nốt bằng cổng nen thì mình chỉ cần chụm hai cái đầu của a với b lại cho a bằng b thì chúng ta sẽ có như thế này. Đó, mình chụm hai cái đầu nó lại như thế này. Đó, thì khi đó là mình sẽ thể hiện cái cổng này như là cổng cổng nốt. Cổng nốt mình sẽ không có sử dụng cổng nốt mà mình sử dụng cổng nen để mình làm bằng cách là mình như thế này. Vì a đây thì lúc đó chúng ta sẽ được y bằng bằng a đảo. Đó, vậy chúng ta sử dụng cổng nen thay thế cho cổng nốt. Chỗ nào có cổng nốt chúng ta thay thế bằng cổng nen như thế này. Được chưa? Đó là trường hợp thứ nhất là cổng nốt. Đúng rồi nha. Rồi bây giờ nếu như cổng en thì sao? Tại vì trong cái biểu diễn khi mà chúng ta sử dụng đề một găng hay gì đó thì chúng ta biểu diễn về thì cái cuối cùng nó cũng sẽ nốt chứ gì? Nốt chứ en. À, nốt thì chúng ta biết biểu diễn rồi, bây giờ kiếm theo chúng ta biểu diễn n đây nè, nhân bất nhân nè là phép n đó. Thì bây giờ phép nó n thì chúng ta làm sao? À, ví dụ như cổng nen, cổng nen ab thì y bằng a nhân b chưa? Bây giờ chúng ta muốn biểu diễn sang sử dụng cái cổng cổng nen không rồi nha. Ví dụ như mình muốn có phép nhân nhưng mà mình sử dụng cổng nen thì sao? Cổng nen tức là cổng này thì mình chỉ cần sao? Cổng này mà mình chỉ cần đảo nó cái nữa vậy là nó sẽ trở về AB rồi, vậy chúng ta thêm đảo cái nữa là ok. Được chưa? Nó cũng rất đơn giản thôi. Nếu mình nắm về mặt logic thì mình sẽ thấy. Rồi. Vậy là mình sẽ gì? Mình sẽ cổng này rồi mình sẽ thêm cổng nốt đó, mà nốt nếu mình sử dụng cổng nen luôn á thì mình sẽ thêm gì đó, đây là cổng cổng nen mình sử dụng nốt đó. Vậy này có a nè, b thì đây mình có y bằng gì, ở đây a b gạch ở đây là cuối cùng nó còn a nhân b, được chưa? Đó, vậy chúng ta cũng có thể cổng nen cổng n này chúng ta biểu diễn bằng cổng nen bằng cách là chúng ta sử dụng hai cái cổng nen, được chưa? Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ có cổng o, cổng o, cổng o. Nếu như mà trong mạch mình nó có cổng o thì mình sẽ chỉ như sao? Đây o đây, ví dụ như a b này. Như này y bằng a cộng b. Được chưa? Vì mình chuyển sang đây thì nó thành cổng gì? Đó. Như vậy thì chỗ này mình phải áp dụng cái đề một găng á các bạn. Các bạn có biết là ví dụ như a mà cộng cho b thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện công việc là chúng ta lấy đảo hai lần, a cộng b đảo hai lần thì nó chính là bằng ab. À, nhưng mà mình sẽ đảo hai lần, mình đảo một cái lần màu đỏ và đảo một lần màu xanh. Vậy tôi sử dụng cái đề một găng cho cái đảo cái màu đỏ này thì nó sẽ bằng cái gì? Bằng a nhân b, được chưa? A nhân b đảo, được chưa? Rồi trên này nó còn cái đảo nữa nó. Vậy là chúng ta sử dụng đề một găng thì chúng ta sẽ ra được cái này. Vậy để mình sử dụng cái cổng o mà biến lại thành cái cổng cổng toàn cổng nen không, cổng này là cổng có phép nhân và phép đảo và đảo nữa thì nó chính là cổng cổng nen. Bây giờ chúng ta xem cái phép o nãy đó bằng bao nhiêu cổng nen. À, chúng ta sẽ bằng gì? Bằng a đảo là ví dụ như có a nè,
AB nè. Thì A chúng ta thấy nó đảo qua cái. A đảo có nghĩa là chúng ta sử dụng cổng NAND thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta phải xài cái này đảo. Đó. Rồi, đây là chúng ta được cái này. B đảo. Đó, B đảo đây. Chưa? Đó, B đảo. Rồi xong cho đó gì? Chúng ta nhân lại. Chúng ta nhân lại. Và chúng ta có đảo. Đó. Đó, vậy cái này toàn là cổng gì? Toàn là cổng, cổng NAND, trong ba cổng NAND. Vậy chúng ta có thể viết qua đây. À. Vậy A, lúc này chúng ta sẽ qua cổng, cổng NAND thứ nhất. Thì chúng ta đảo. Đó. Đây, B. Này là A. Nè. B. Hay nói khác, chúng ta phải sử dụng toàn cổng, chúng ta kêu sử dụng toàn cổng NAND. Thì mình sẽ sử dụng cổng NAND hết. Rồi. Qua đây mình sẽ gì? Nhân lại và đảo. Đó. Vì cái này chúng ta sẽ được là y bằng A cộng B. Rồi các bạn lưu ý ha. Đó. Vậy là chúng ta có tả hàm NONOT, chúng ta đều biểu diễn về được cổng NAND hết. Cổng NAND hết. Vậy thì khi nào gặp những cái dạng này thì chúng ta sẽ biểu diễn được cái cổng NAND hết. Vậy thì chuyển toàn cái mạch đó về cổng NAND thì trước nhất là mình sẽ sử dụng cái mấy cái đặc tính của nó, và cái thứ hai mình sử dụng đề một găng để mình biến đổi. Ha. Cái phép đầu tiên nhất á, là mình phải sử dụng đề một găng để mình chuyển toàn bộ tất cả các phím cộng thành cái tố nhân hết. Ha. Và sau đó chúng ta sẽ làm theo từng cụm. Ha. Chúng ta sẽ làm theo từng cụm. Ha. Làm theo từng cụm. Rồi. Bây giờ chúng ta thử nha. Bạn nắm được không? Vậy là nếu mà biểu diễn toàn cổng NAND hết và người ta không nói gì hết nha, không nói gì hết thì mình cổng NAND mình có bao nhiêu ngõ vào cũng được hết. Ví dụ trong trường hợp này ta có 3 ngõ vào hoặc là 4 ngõ vào rồi đó. Thì nhưng mà người ta khó hơn chứ nữa là người ta kêu toàn cổng NAND 2 ngõ vào thì mình sẽ xử lý tiếp nữa. À, rồi. Vậy thì tới đây các bạn nắm được không? Đầu tiên các bạn phải nắm là biểu diễn lại những cái cổng mà nó không phải là cổng NAND. Sử dụng cổng NAND đó là cổng NOT, AND và OR. À, và tiếp theo thì chúng ta phải sử dụng cái đề một găng. Sử dụng đề một găng để chúng ta biết đó. Bắt buộc chúng ta sử dụng đề một găng. Vậy là một hàm nào đó bất kỳ thì chúng ta phải sử dụng đề một găng để chúng ta biến đổi về tất cả thành phép nhân hết. Rồi xong sau đó chúng ta sẽ biểu diễn đó. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm thử vài bài ha. À. Bây giờ chúng ta lấy cái bài ví dụ đi. Cái bài ví dụ. Cái bài tập chứ. Bài tập hồi nãy của mình. Cái bài tập hồi nãy của mình là nó bằng gì ta? Bài tập hồi nãy của mình tôi quên không có mới ghi nó lại, không biết nó bằng gì. À, trong này còn ghi nè. Trong cái này mình còn, trong cái này hồi nãy mình nhìn vô đây mình có thể ghi là cái hàm. À. Rồi, bây giờ tôi sẽ xóa cái này ha. Các bạn nhớ cái này nha. Rồi hồi nữa mình sẽ quay lại. Bây giờ mình sẽ ghi lại cái hàm này để mình biểu diễn nó toàn là cổng cổng NAND. À. Bây giờ cái này chúng ta sẽ ghi lại cái hàm của cái này. Y bằng gì? Chỗ này y đi. Y bằng gì? Ở trên này thì chúng ta sẽ thấy là A đảo nhân cho C đảo. A đảo nhân cho C đảo. Cộng cho gì? Cộng cho cái này gọi là B đảo nhân cho D đảo. À, B đảo nhân cho C đảo. Cộng cho tiếp tục là gì? A D đảo. À, D đảo. Rồi. Bây giờ từ đây chúng ta sẽ biểu diễn. Chúng ta biểu diễn hàm này toàn cổng NAND không? Cái này có cổng NOT, rồi cổng AND, cổng OR, lắm chân. Bây giờ mình biểu diễn toàn cổng NAND không ha? Biểu diễn toàn cổng NAND không?
gì đầu tiên để biểu diễn tổng phóng nhanh không thì mình sẽ gì, mình sẽ chuyển cái này thành phóng nhanh hết bằng cách là mình gì, mình gạch trên đầu nó, mình đảo nó, đảo này thì không được, do đó mình phải đảo thêm cái nữa để nó về tiền nha, lưu ý nha, chúng ta phải đảo hai lần để nó về tiền, để không mình đảo một lần thì nó không về tiền. Rồi, chúng ta đảo hai lần là nó sẽ về tiền. Tuy nhiên khi mà đảo hai lần thì chúng ta sẽ lấy cái đảo màu đỏ này nè. À, chúng ta sử dụng được một găng thì chúng ta bằng gì? À, chúng ta bằng A gạch, C gạch. Rồi, gạch cái nhân cho B gạch, C gạch. Đảo từng thành phần ở bên trong, biến là thành phép nhân mà. Rồi A, rồi D gạch. Rồi cái gạch ở bên trên này nó vẫn còn nguyên. Vậy là chúng ta xem như là chúng ta biến đổi tất cả phép cộng thành phép nhân. Thì chúng ta đây, ở đây chúng ta sẽ thấy nó có 3 cụm nè, 1 cụm nè, 2 cụm nè, 3 cụm nè. Cụm này chúng ta sẽ thấy nó có phép nhân nè, nhân có hai biến vào A gạch, C gạch nè. Rồi đảo lại một cái. Được chưa? Cụm này chúng ta sẽ có là B gạch, C gạch, rồi đảo lại một cái. Thì A gạch, B gạch đảo lại một cái chính là cụm nen đó. Được chưa? B gạch, C gạch đảo lại cái cụm nen đó. Còn A, xin lỗi cái chỗ này là A, D gạch nha, chứ không phải A gạch D nha. Chỗ này chúng ta đó, chỗ này là A, D gạch. Cái BD đúng không thầy? Chứ phải BC. BD đảo. Cái nào em? Cái cuối cùng á hả? Cái cuối cùng là A D đảo. A, cái D thứ đảo. Hai á thầy. Cái A, cái B, cái AC cộng BD đảo. Cái thứ hai phải không? Cái thứ hai này hả? Như là BD đảo hay B đảo đi đảo. B đảo đi đảo. Không thấy. Chỗ này là chữ D đúng không? Chỗ này là chữ D. Chỗ này là chữ D. Chỗ này là chữ D. Chỗ này là AD gạch. Đó. Được chưa? Rồi. Đảo một cái nữa. Đó. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ có 3 cụm nè. Và cuối cùng cái cụm này nó gì? Nó nhân lại và nó đảo. Có nghĩa là cũng đen. Chưa? Rồi. Khi mà chúng ta biểu diễn ra tới đây rồi xong thì chúng ta tự tin chúng ta vẽ lại cái hàm logic như thế này. Giờ các bạn xem vẽ hàm logic lại nha. Chúng ta sẽ có A nè. A, B, C, D. Rồi. Bây giờ A nó đảo với C đảo nhân lại. A đảo, mình sử dụng cổng nen nó là gì? Mình vẽ vòng cổng nen thì nó chính là cổng nen nè. Đó, đảo nè, A đảo nè. C đảo, C đảo. Hai cái này nhân lại và đảo, nhân lại là phép O. Nhân lại là phép N. Nhưng mà đảo chính là nó sẽ trở thành N. Được chưa? Cái chỗ này chính là, ví dụ như ta đặt là Y1 đi. Rồi Y2. Rồi Y3. Thì chúng ta ra chỗ này được là Y1. Được chưa? Bây giờ Y2 nó bằng gì? B đảo, D đảo. Nào, B đảo là nó ra đảo. Đấy, cũng nên đảo. D đảo. Nghĩa D đảo luôn. Bây giờ B đảo, D đảo. Nó N lại, nó nhân lại và nó đảo đầu. N lại. Đảo đầu.
chúng ta ra được y2. Được chưa? Rồi cuối cùng là gì? A D đảo. Rồi chúng ta sẽ có D đảo, chúng ta có nè. Rồi đảo một cái. Rồi y3. Rồi chúng ta chưa có chỗ này. Đó. Cái này nó không có dính nha. Rồi cuối cùng chúng ta nhân ba này lại. À, nhân ba này lại. À, nhân ba này lại. Là một cái cổng. Nhân ba lại mà nó có cái đảo trên đầu. Vì đảo trên đầu là đây. Đấy. Rồi. Này chúng ta sẽ được là y. Được chưa? Thì mình nhìn lại là toàn bộ này toàn cũng đen không? Đúng chưa? Đó. Thì chúng ta biểu diễn toàn cũng đen không? À, đó là cách chúng ta chuyển đổi. Ủa mà hay à? Rồi, sao cái này em thấy nó biến đổi phức tạp hơn nữa, sao mình ta kêu mình biến đổi này? À, lý do tại sao mà nó phức tạp gì mà người ta kêu mình làm, tại sao mình không làm vậy cho đơn giản? Em biết lý do tại sao không? Thì nhiều khi á mình kiếm cái cổng logic á trong cái mạch đó, ví dụ như trong cái mạch này thì em phải mua ba cái loại IC. Thứ nhất là loại IC gì, thì cổng NOT, IC cổng gì, cổng N và IC cổng O. Nó tới ba cái loại IC này, được chưa? Vậy thì trong trường hợp á, không phải một con IC mà nó chứa một cổng, mà có thể một con IC nó sẽ chứa nhiều cổng. Nhiều khi chúng ta xài ba cái này nhưng mà chúng ta không có xài hết cái số cổng trên con IC thì nó phí, được chưa? Trong khi đó thì ví dụ như trong này á, thì mình phải tốn ba con IC này. Ba con IC là con IC cổng gì? IC cổng NOT. À. IC cổng NOT rồi IC cổng N rồi IC cổng O ban ở vào nữa, chưa chắc em tìm được các cái linh kiện này, được chưa? Trong khi đó ở đây người ta sẽ xài gì? À, ở đây người ta sẽ xài các cái, nếu mà em chuyển về cổng này á thì nó có cái điểm lợi á là em sẽ xài toàn bộ là cổng IC cổng NAND, và chỉ cần mua hai con IC cổng NAND, mỗi con IC cổng NAND sẽ chứa bốn cổng, thì chỉ cần mua con hai con IC cổng NAND là chúng ta sẽ thực hiện. Trong khi đó em mua này tới ba con IC mà chưa chắc là ba con này em mua được, đặc biệt là những cái con cổng ba cổng này nè, những con này nó hiếm lắm ha. Do đó cái mục đích người ta chuyển á, là người ta dùng để tận dụng tối đa cái số lượng cái cổng logic. Có thể là ở đây tại người ta kêu mình làm gì để cho nó bài bản thôi. Nhiều khi mình có những cái con gì thì mình xài những cái con đó, mình chuyển những cái cổng khác về cái con đó để mình sử dụng, đúng được không? Đó chính là cái mục đích của mình đó, chứ không phải là làm dạ, không. Dạ. Rồi, nắm được không? Đi ha. Có thể biểu diễn trên mạch, biểu diễn trên mạch cổng non là sao thầy? Biểu diễn trên mạch bằng sử dụng cổng nan này hả? Thì vẽ lại hình này thôi, mình thay nè theo sơ đồ này mình vẽ lại, thấy không? Theo sơ đồ mình vẽ lại. Bây giờ theo sơ đồ này vẽ lại thì sao? Ví dụ như mình vẽ lại cái cổng này phải không? Rồi. Bây giờ mình trên A này đi, trên A, trên C. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái symmetric khác. À, bây giờ mình dán vô. Thực ra tôi dán vô gì đặng tôi tận dụng, tôi lấy lại cái switch thôi chứ mấy cái quỹ này hết xài được rồi. Đó. À, bây giờ đây mình sẽ nói lên dương nè. Bây giờ mình chỉ cần lấy một cái cổng nan ra thôi. Lấy một cổng nan. 4. 4 0. Đó. Đấy, một cổng này thôi. Rồi chúng ta sẽ thực hiện được hết cái mạch logic này. Chưa?
Nó có trường hợp nữa, ví dụ như đây là cổng nên ba ngã vào. Các bạn thấy ở đây nó có cổng nên ba ngã vào đúng không? Bây giờ làm sao chúng ta sử dụng cổng nên hai ngã vào và biểu diễn ba ngã vào? Được chưa? Đó. Ba ngã vào làm sao thực hiện được? Ba ngã vào này nè, ở đây chúng ta còn một thử thách nữa. Ví dụ như ta kêu mình biểu diễn toàn cổng nên hai ngã vào hết. Ở đây mình có cổng nên ba ngã vào, mình mua không có con IC này. Thì mình làm sao? Nếu mình có cổng nên hai ngã vào thì mình làm sao mình biểu diễn đó? Thì bây giờ mình sẽ thử mình làm này ha, tiếp tục mình biến đổi này tí xíu nữa ha. À, bây giờ mình có cổng nên ba ngã vào, cổng nên ba ngã vào có nghĩa là gì? Ví dụ như là này, y bằng a nhân b nhân c mà đảo, được chưa? Bây giờ mình làm sao mình biểu diễn bằng hai ngã vào đây, ba ngã vào nè. Bây giờ mình hai ngã vào mình làm sao mình sẽ tách ra làm hai nhóm a nhân b là một nhóm, rồi xong sau đó mình mới nhân với c, mình đảo là vì a nhân b này mình thấy là phải là a nhân b, được chưa? A nhân b là thường thôi, rồi mình mới nên với cái này a nhân b là một cổng nè. Đó, một cổng là cổng này là cổng n a n b, rồi xong sau đó mình mới gì thực hiện cái cổng gì, cổng nen với c, được chưa? Vậy thì mình thực hiện như thế nào? Đầu tiên mình sẽ thực hiện a n với b mà biểu diễn bằng cổng gì, a n với b nhưng mà biểu diễn bằng cổng nen hai ngã vào, vậy là a nen với b nè, a nen với b hồi nãy mình có gọi đó, a nên đi b đảo, đây là a nè, b nè, nên thì nó là a đảo b đảo, ở chỗ này là a đảo b đảo, xin lỗi để cho dễ như này cho dễ đấy. Chúng ta sẽ có nè, đầu tiên chúng ta sẽ có này, cộng này thứ nhất là này nó chính là bằng a gì, a nhân b mà đảo. Vậy là chúng ta muốn bỏ cái dấu đảo trên để nó thành a nhân b á, thì chúng ta sẽ thêm cái đảo như này cái nữa, thấy không? Đảo. Rồi. Vậy là chỗ này nó sẽ thành a nhân b đó. Hồi nãy mình có làm rồi đó. Việc chuyển đổi từ cổng n sang cổng nen, sử dụng cổng nen không đó. Rồi. Nên tới đây là a nhân b rồi. Bây giờ nhân thêm c nữa. Đây c đây. C cái biến nữa. Đó. Nhân vô và đảo. Nhân vô và đảo. Đó, đây chính là vậy là cổng nen ba ngã vào, cổng nen ba ngã vào này chúng ta sử dụng cổng nen biểu diễn bằng cổng nen hai ngã vào, chúng ta biểu diễn như này. Nắm được chưa? Đó, vậy chúng ta phải thêm, phải trả giá, đúng không? Thay vì chúng ta mua con này, chúng ta mua không có. Ha, thì bây giờ chúng ta trả giá bằng cách là chúng ta phải sử dụng một ba cái cổng đó, ba cái cổng nen này để chúng ta mới tạo được cái cổng này, được chưa? Đó. Những trường hợp này mình biểu diễn vậy là mình gắn ba cái ngõ vào này thì mình sử dụng thêm ba cổng logic này nữa, thì nó nhiều hơn, nhưng mà nhiều khi cái cổng này mình mua không được ha, không có trên thị trường, mình mua không được thì mình sẽ phải thay thế bằng này. Thì đó là cái mục đích của cái việc mà chuyển đổi các cái cổng ha. Rồi thì bây giờ mình biểu diễn này. A đảo, B đảo, C đảo, D đảo thì nó có hết. Thì chúng ta sẽ chỉ việc là gì? Copy nó thôi. Đó. Đảo. Đảo. Chưa? Rồi bây giờ chúng ta nối lại. Đây là đảo. Rồi bây giờ gì tới đây rồi chúng ta lấy cổng nen nữa, này chúng ta chỉ sử dụng con cổng một thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cổng này nen này với gì, với thằng c, a đảo nhân với c đảo.
Rồi chúng ta thêm cổng NAND nữa. Cổng NAND nữa là của B đảo. Nhưng D đảo. À, D đảo. Rồi. Bây giờ chúng ta thêm cổng NAND nữa. Là D đảo. Hoàng A. Đúng chưa? D đảo Hoàng A. Đấy. Rồi. Bây giờ ba cái này chúng ta sử dụng cộng tổng cổng NAND không luôn ha. Chỉ chúng ta thêm cổng NAND nữa là AB. Đây. Hai cái này. Đó, AB. Chờ. Rồi qua cái đảo. Đó, cái đảo. Đó, qua cái đảo. Rồi, qua cái đảo xong thì mình sao? Rồi. Qua cái đảo xong thì mình sẽ qua đảo xong thì mình sẽ tiếp tục thêm một cái nữa. Tiếp tục thêm cái nữa, Ninh Quê. Đó. Và cuối cùng cái ngõ này là ngõ ra cuối cùng này, được chưa? Gắn vô cái đèn led. Đèn led của mình đây. Đây là ngõ ra. Rồi được chưa? Đó, vậy chúng ta biểu diễn toàn cổng NAND không đó. Được chưa? Bây giờ chúng ta chạy thử ra. Rồi. Nếu như mà không thông thông hết thì nó sẽ bằng 1 nè. Bằng 1 không? À, không không hết nữa bằng 1 nè. Rồi nãy số 0 rồi số 1 phải không? Số 1 nó cũng bằng 1 nè. Đó. Số 3 nó bằng 0 nè. Đó, được chưa? Nó chạy giống y hình như trường hợp bạn đã. Được chưa? Đó là chính là cách mình biểu diễn cái này toàn bộ là cổng NAND hết. Nắm được chưa? Rồi. Có gì thắc mắc nữa không? Đó là cái phần nội dung tiếp theo của chúng ta, đó là chúng ta biểu diễn toàn cổng NAND. Đúng rồi ha. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ tới một cái nội dung nữa, đó là chúng ta biểu diễn toàn cổng NOR. Hồi nãy cổng NAND rồi phải không? Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn toàn cổng NAND. Bây giờ chúng ta sẽ tới cấu trúc biểu diễn toàn cổng NOR. Thì một số cái bài trong này thì các bạn các bạn về các bạn xem thêm ha. Tôi chỉ nói một số cái chủ điểm thôi. À, rồi các bạn có thể xem thêm cái tài liệu này. Bây giờ tôi sẽ nói cấu trúc toàn cổng NOR. À. Cấu trúc toàn cổng NOR thì sao? Nếu mà mình biểu diễn cấu trúc toàn cổng NOR không á, thì mình sẽ phải biểu diễn giống như hồi nãy. Ví dụ như cổng NAND, cổng NAND thì mình phải biểu diễn những cổng khác về cổng NAND. Bây giờ cổng NOR cũng vậy, chúng ta phải biểu diễn những cổng khác về cổng NOR này. À. Vậy chúng ta cổng NOR thì chúng ta cũng phải biểu diễn những cái cổng khác về cổng NOR. Còn cổng NOR. Vậy là chúng ta sẽ biểu diễn cổng NOT. NOT về cổng NOR. Rồi cổng gì nữa? Cổng AND bằng cổng NOR. Đây là những cái chủ điểm nha để chúng ta nắm. Và cổng OR. À, đây là ba cái cổng cơ bản bằng cổng NOR luôn.
Đó. Bây giờ chúng ta biểu diễn ba cái thằng này. Được cái này hết. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn cái như thế nào? Rồi, thứ nhất là chúng ta sẽ biểu diễn cái cổng cổng nốt nè, cổng nốt về cổng no. À, và biểu diễn sao? Bây giờ cổng nốt của mình á là nó làm sao? Cổng nốt của mình là đây, cổng nốt thì cổng no ha. Đây, cổng nốt. Không, bây giờ chúng ta vẽ cổng no trước đi. Cổng cơ bản mà. Cổng no là cổng như này. Cổng no có nghĩa là cổng nốt, cổng cổng o rồi cổng nốt. Có cái đảo một trước này. Đó. Này AB. Thì cái này y nó sẽ bằng gì? A cộng B. Đảo. Đó. A cộng B đảo. Rồi, như vậy bây giờ cổng nốt của mình. Bây giờ mình sẽ vẽ cổng nốt của mình ha. Đây cổng nốt. Nốt. À, bây giờ A này. Thì y nó sẽ bằng A đảo. À, được chưa? Thì mình sẽ tương đương với. Mình sẽ thấy không? Nếu như mình thay thằng A, B này bằng A. Hay nói khác mình chụm A này lại. B bằng A. Thì A cộng A nó chỉ là A thôi. Vậy là nó chính là A đảo. Vì hay nói khác là muốn mình muốn sử dụng cổng no này thành cổng nốt. Thì mình chỉ cần chụm hai cái đầu trước nó lại là xong. Được chưa? Vậy mình sẽ chụm hai cái đầu nó lại như thế này. Đó. Đó. Vậy là mình sẽ được ví dụ như A. Thì mình sẽ được Y bằng A đảo. Đó, được chưa? Cổng nốt thì mình sẽ biểu diễn tương đương nó như vậy. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mình tới là cổng gì? Cổng N. Đó, N. Cổng N thì mình sẽ có công thức, có cái hình nó như này. Đây. Đấy, này AB. Y. Và A nhân B. À, vậy mình sẽ tương đương với vậy. Thì chúng ta ở đây chúng ta sử dụng đề một căn nè. Ví dụ như A mà nhân cho B. Rồi chúng ta sẽ đảo một cái. Thì nó chưa ấp phê. À, đảo một cái thì nó bị sai, chúng ta đảo một cái nữa thì nó sẽ không có gì hết. À. Nhưng mà khi đó thì chúng ta sẽ gì? Sử dụng đề một căn cho một cái dưới này thì nó sẽ bằng gì? Bằng A gạch A gạch cộng cho B gạch và nó còn cái mũ trên đây. À, xin lỗi, đây nó còn có B gạch. Vì mình thấy nó gì, từ phép nhân mà nó sẽ thành trở thành phép cộng và phép cộng này chính là A cộng B mà đảo nó chính là no. À, vậy chúng ta sẽ biểu diễn nó bằng gì? Vì mà A đảo biểu diễn bằng gì? Đó chính là cổng no này. Thì chúng ta sẽ biểu diễn bằng cổng no hết ha. A đảo đây. Đó. Được chưa? Cái này A nè. Qua đây là A đảo. Rồi. B. B cũng vậy. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta cộng lại. Và chúng ta đảo. Đấy. Rồi, thì đây chúng ta sẽ được Y bằng A cộng B. Ok. Đó. Được chưa? Đó là chúng ta sẽ chuyển từ cổng N mà sử dụng toàn cổng O. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sử dụng cái cổng O coi. Ví dụ như có cổng O. Cái O này thì dễ rồi.
A B vậy y bằng a cộng b. Được chưa? Vậy thì chúng ta thấy cổng cổng O này mình thấy nó đảo là A cộng B. Bây giờ mình đảo thêm cái nữa là nó sẽ mất. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cổng cổng No này và chúng ta đảo một cái là nó ra. À. Thì chúng ta sẽ tương đương với trường hợp là cổng No mà chúng ta đảo lại cái nữa. Rồi chúng ta đảo lại cái. Đó. Đây là A. B. Được chưa? Ở đây là vậy là y bằng A cộng B. Ủa? Ủa xin lỗi, cái trên này tương đối này là A cộng B nè. Nhưng mà cái trên này không phải là A cộng B nha các bạn, ở trên này là A nhân B chứ không phải A cộng B. Này, này là A nhân B. Chứ không là A cộng B. Nó cấp N mà. Rồi. Vậy chúng ta sẽ thấy toàn bộ các cái cổng cơ bản của mình. Mình chuyển lại. Mình sử dụng các cổng no. Nó như thế này. Được chưa? Nắm được không? Đây là cái cơ bản nha. Cái cơ bản này chúng ta phải nắm. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn nó như thế nào. Bây giờ chúng ta thử chúng ta biểu diễn nó ra. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái ví dụ hồi nãy mình biểu diễn toàn cổng no coi nó như thế nào ha. Chưa? Rồi. Nhớ cái này nha. Rồi bây giờ để tôi sẽ chụp cái này tôi giữ lại đi. Cái này nó để cho nó mất. Tại vì trên trên cái annotate của thằng này á, là sau khi mình xóa nó đi rồi á, thì đã có cái cell nè, đó. Thì cũng cell lại chỗ nào đó. Tiếp theo in folder sao là chỗ này. Rồi mở folder để đi rồi nữa chúng ta clear đi rồi chúng ta quay lại cái đó chúng ta mở ra. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái bài bài toán hồi nãy bài toán hồi nãy bài này nè. Điều dừng đi. Rồi bài toán đầu tiên của mình nè, bài này thì mình sẽ thấy cái y nó ra y của mình đó. Trẻ lại ha. Cái y của mình bằng gì? Bằng là A đảo. A đảo nhân cho C đảo. A đảo nhân cho C đảo. Cộng cho B đảo nhân D đảo. Nhân cho D đảo. Cộng cái gì nữa? A nhân D đảo. Đó. Rồi. Đúng chưa? Rồi bây giờ cái hàm này bây giờ mình sẽ biểu diễn làm sao để mình sử dụng toàn là cổng no. Cổng no có nghĩa là mình chuyển thành nó thành phép cộng hết, phép nhân. Thì bây giờ chúng ta chuyển thành phép cộng hết. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình thấy chỗ này nè. Mình có nhiều cách mình làm ha. Ví dụ như chỗ này tôi làm như này. Này nó có 3 cộng rồi phải không? Bây giờ tôi sẽ đảo này. Đảo 2 lần chỗ này. Chỗ này tôi cũng sẽ đảo 2 lần. Tại vì chỗ này phép nhân này. Chỗ này phép nhân thì mình cứ đảo 2 lần để sử dụng điều một găng để nó chuyển về thành phép. Hoặc là chúng ta làm trực tiếp luôn cũng được. Cũng không sao. Ví dụ như đây là gì? Chúng ta sử dụng công thức nãy đó. Đây là A nhân B. Đó. Bây giờ đây chúng ta làm trực tiếp luôn. Khỏi đề một găng cũng được. Chỗ này chúng ta cứ có gì? Chúng ta thực hiện cái cụm này trước. Chúng ta thực hiện cụm này. Chúng ta thực hiện cụm này. Được chưa? Cụm này là A đảo. Nhân C đảo mà A đảo nãy chúng ta có công thức rồi. A đảo nó bằng gì? Nếu mà chúng ta sử dụng chúng ta sử dụng cái đề một găng. Xin lỗi, sử dụng cái cổng no không á. Bên này chúng ta dễ trực tiếp ra luôn. Cái này nó dễ à. Cái phép cộng này chúng ta có
phép cộng chính là phép gì? Phép cộng chính là phép phép đảo của mình đó, phép O đó ha. Mà nãy mình có biểu diễn thành à, tất cả những cái cổng and or not về cổng O hết rồi, bây giờ mình áp dụng đây mình làm thôi. À, ví dụ như A đảo, đây A này. A. B. C. D. Được chưa? A đảo thì mình sử dụng cái cổng 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 no thì mình đã gì đây đảo đó, mới học cái thì luôn, mới biểu diễn thì luôn. C đảo đó, nào đảo thì mình cứ cứ ra cái cổng như thế này đó. Như mấy ngày đều đảo hết à, dễ đó hết chưa. Rồi. Rồi. Bây giờ đây mình thấy gì? A đảo nhân C đảo nhân nhân là hồi nãy phép nhân của mình là gì? Thế nhân AB thì mình sẽ gì? Đây bây giờ mình lấy cái hình này nãy lại này. Đây. A nhân B thì nó bằng đảo đảo, đúng chưa? Đảo đảo nè. Và mình qua cái cổng này à, vậy thì mình thấy đảo đảo mà nhân này thì mình sẽ thấy trở lại cái bài của mình à. Đảo đảo vậy thì nó mất đảo rồi à, này nếu mình gắn vô ha, mình gắn vô nè. Này đảo đảo thì mình sẽ gắn vô nha. Thì ở đây để tôi làm một cái nhỏ này cái để cho mình thấy nè. A đảo nhân cho C đảo thì nó bằng gì các bạn? Nó bằng là A cộng cho C đảo, đúng không? Đó. Phải không? Cái này cộng này thì nó bằng này. Chưa? À. Rồi B B đảo nhân cho C đảo, ô B đảo nhân cho D đảo thì nó bằng gì? Bằng B cộng D đảo. Này D một găng ha. Rồi còn A, A nhân cho D đảo thì nó sẽ bằng gì? Nếu như mình đề một găng thì nó sẽ chỗ này nó sẽ bằng là gì? A đảo cộng cho D mà đảo, được chưa? Đó. Vì mình có thể thay thế cái này. À, bây giờ tôi xóa cái này để tôi làm cái này cho nó dễ chút xíu. À. Bây giờ cái này mình có thể viết lại nè ha. Cái này á, cái cụm này á thì mình có thể biến đổi nó thành là A cộng C A cộng C tất cả đảo A cộng C đảo đi ở cụm này cộng cho B cộng D tất cả đảo cộng cho A đảo cộng D đảo. Thì mình thấy cái cụm này chính là cổng no nè, cổng no nè, cổng no nè. À, đó. Vậy bây giờ mình vẽ mạch nó làm sao? Vậy mình thấy A cộng C, thì mình thấy A đây, B C D thì A cộng C A với C và đảo
Ok, tiếp theo là có B với D đảo. B nè, B với D hả? B với D. Ủa, A với C chứ, xin lỗi lộn, cái này lộn. A với C, rồi B với D. B với D. Đó. Rồi gì nữa? Rồi A đảo với D. Bây giờ A đảo với D. Bây giờ A đảo này. Bây giờ mình làm cái tổng đảo chỗ này đi. Tổng đảo mà sử dụng SO. Sử dụng NO. A đảo với D. Đó, D đây. Đảo lại. Dạ. Thì là A đảo đây mình sẽ chấm này cái. Dạ. A số này đảo rồi đây. Và ba cái này mình sẽ cộng lại. Nhưng mà cộng lại nó không có đảo, do đó là cổng O. Được chưa? Cổng O. Vậy là cổng O mà chuyển sang cổng sử dụng cổng NAND là cổng NO là bằng gì đây? Đây nè. Cổng O của mình là mình sẽ gì? Sử dụng cũng no rồi mình đảo nó lại, được chưa? À. Rồi vì mình sử dụng cũng no mình sẽ đảo nó lại. Vậy đây mình sử dụng cũng no ba cổng. No xong. À, mình chỉ cần đảo nó lại thôi. Đó, đây là được ý. Được chưa? Dưới đây người ta sẽ sử dụng là 2, 4, 6 cái cổng. 6 cái cổng, cổng no để ta biểu diễn. À, để ta biểu diễn cái hàm này. Vậy là nguyên tắc là mình phải nhớ cái nguyên tắc là mình phải nhớ cái này các bạn. À, nguyên tắc mình phải nhớ cái biểu diễn cái này. Mình không nhớ cái đó là mình sẽ không làm được đâu ha. Mình phải nhớ cái đó để mình mới biểu diễn. Và cái thứ hai nữa là mình phải nhớ cái định lý điện một căn để mình chuyển đổi phép nhân sang phép cộng hoặc là phép cộng sang phép nhân. À. Ví dụ trong trường hợp này người ta có ở đây người ta có sử dụng cái cổng no ba ngã vào nè. Thì mình cũng có thể phân tích mình sử dụng cổng no hai ngã vào cũng được bằng cách là mình gì? À, mình gom lại ví dụ như cổng no ba ngã vào hoặc bốn ngã vào, thì ở đây tôi sẽ làm một cái trường hợp ba ngã vào thôi. Thì sau đó mình tìm cách mình nhiều ngã vào thì cái phương pháp làm cũng y hệt vậy ha. Ví dụ cũng no ba ngã vào có nghĩa là sao? Có y bằng a cộng b cộng c no đó. Vậy mình sẽ gom hai cái này lại, mình sẽ gom hai này lại làm một cái ngõ vào, xong sau đó mình sẽ gom với C làm thêm cái ngõ vào nữa, được chưa? Đó. Nguyên tắc là vậy. Nguyên tắc là vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm nè. Ví dụ A với B là cộng lại, vậy cộng nó là gì? Là A nè, B cộng thì nếu biểu diễn toàn cổng no thì mình sẽ đạt cổng no này nó có đảo phải không, thì mình sẽ đảo nó lại đó, thì nó thành cộng. Đó. Đó, đảo nó lại và mình thêm cái miếng C nữa, mình C đó lúc đó mình gì à, C nè lúc đó mình mấy SO nó mấy O nó lại. Và cuối cùng mình đảo nó là đó. Vậy mình sẽ được cái ý chỗ này. Vậy đây mình tương tự nãy, nếu mình có cổng O ba ngã vào thì mình sẽ thay thế bằng ba cổng no hai ngã vào. Thì nói chung là mình phải trả giá thôi, được cái này mất kia thôi. Nếu mình mua được cái cổng này thì mình sử dụng, nhưng mà nếu mình không mua được cổng này thì mình sử dụng những cái cổng khác nó tương đương này. Đấy là cách mình biết đọc, được chưa? Rồi vậy ha.
Thì cái này mình về mình biểu diễn bằng cái cổng logic này thì cũng cũng mình có thể mô phỏng được cái kết quả, thì kết quả nó cũng giống hệt nhau của ba cái trường hợp này ha. Trường hợp là làm tự do có nghĩa là mình biểu diễn cổng EnoNode bình thường à. Cái thứ hai á là người ta kêu mình biểu diễn toàn cổng NAND, và cái thứ ba là người ta kêu mình biểu diễn toàn cổng NOR. Thì các bạn về các bạn xem lại cái bài giảng cũng như xem lại một số cái ví dụ cũng như cái video này. Cái video này hồi nữa tôi sẽ gửi lên cho các bạn, tôi share cho các bạn xem thì cái cách làm nó như thế nào. Được chưa? Rồi, sau đó thì tôi sẽ có cái bài tập cho các bạn nha. Thì bữa nay thì chúng ta sẽ làm các cái bài tập về cái phần thứ sau này. Hồi nữa tôi sẽ cho các bạn các bài tập chúng ta làm, và đặc biệt là chúng ta có rút gọn hàm và chúng ta vẽ đó, chúng ta vẽ cái hàm logic đó ha. Thì tôi sẽ cho các bạn làm mấy cái bài nói chung cơ bản thôi ha. À, được chưa? Vậy ha. Thì cái bài của chúng ta hôm nay thì nói chung là nhiêu đây là hết rồi đó ha. Hôm nay thì tôi hướng dẫn cho các bạn cách vẽ cái hàm logic. Sau khi chúng ta đơn giản bằng bản gạch nắp xong thì chúng ta vẽ cái hàm đó sử dụng các cổng logic. Thì chúng ta có ba cái cách vẽ, là vẽ thứ nhất là vẽ sử dụng cổng EnoNode, cái thứ hai là vẽ toàn cổng NAND, cái thứ ba là vẽ toàn cổng NOR. Đó là ba cái nội dung hôm nay chúng ta lưu ý nha. Rồi, có ai có ý kiến gì đó không? Có ai có ý kiến gì nữa không bạn? Nếu không thì chờ tôi làm cái phiếu điểm danh rồi chúng ta nghỉ nha.